Chàng trai đang ngủ nướng trên sườn đồi. Bất ngờ, hai con yêu quái cũng vội vàng đến, tranh nhau muốn hút khí dương của anh, quyết tâm làm cho anh kiệt sức. Trong khi hai con đang hút một cách ngon lành, chàng trai chỉ hắt hơi một cái, đã văng hai người đi hàng trăm mét. Anh tỉnh dậy chưa biết chuyện gì xảy ra, cô em gái sương muội đã chạy đến báo anh mau về nhà. Vì hôn thê của anh đã đến, là một cô gái quyền quý ở kinh thành, đây là để tìm dâu cho ta à, hơn nữa còn là một phú bà, vậy ta còn phải học thuộc 300 bài thơ Đường nữa không? Còn học cái gì nữa, mau theo tôi. Ai ngờ anh vừa về đến nhà, anh vô tình trượt ngã quỳ gối trước mặt hôn thê, lúc đó trong lòng anh có lẽ là vạn mã phi náo. Thấy không khí hơi ngượng ngùng, các cô chú đứng ra giảng hòa, đây là sự kính trọng tuyệt đối với hôn thê. E thế, chàng trai cũng đứng dậy, nói rằng lần đầu gặp mặt hôn thê quá xúc động, không kìm được nên mới quỳ xuống. Thấy họ nói nhiều quá, cô gái đứng dậy và giới thiệu sư phụ của mình, là một đại thánh sư võ đạo. Chàng trai chỉ nghĩ ông là một lão già đã nghỉ hưu. Nhìn thấy vẻ mặt kém hiểu biết của anh, cô gái đưa ra hôn ước và nói về việc hủy hôn. Hủy hôn, đây là ý gì? Tôi không biết ông nội tôi nghĩ gì, bằng mọi cách phải cưới một kẻ vô dụng như anh. Nhưng bản hôn thư này, ta không công nhận. Không công nhận thì không công nhận sao? Người ta nói, những đứa chửi bới không phải là đứa trẻ tốt. Nghe thấy cô gái trực tiếp làm tăng thêm căng thẳng, đối mặt với anh là một trận đòn thù, bảo anh ta đừng coi thường người khác, sống ở nơi mà chim không muốn đậu, còn muốn cưới một cô gái giàu có từ thủ đô. Không chỉ vậy, còn chế giễu các cô, thấy người phụ nữ thực dụng và ham giàu, chàng trai trẻ cũng không ngần ngại phản công, nếu cô ấy không cưới anh sẽ cưới, khiến cô ta phải ở lại nơi này suốt đời, không thể về thành phố. Nghe thấy, cô có vẻ đau khổ, chạy đi kể lể với sư phụ, họ bắt nạt ta, dám sỉ nhục người được mọi người yêu mến, hoa nở khi thấy hoa, đệ tử bị bắt nạt ta có thể đứng yên sao, ngươi không coi trọng ta sao? Ông làm gì vậy? Nếu có chuyện gì thì nói ra cho rõ. Tôi cảnh cáo ngươi, đừng có mơ ước không tương xứng. Nếu đã chia tay thì thôi, nhưng nếu còn tiếp tục làm phiền, cẩn thận gia tộc của ngươi sẽ bị diệt vong. Nói chia tay là chia tay à? Ông thật sự nghĩ thùng lũng sao bay, dễ bị bắt nạt lắm sao? Đúng vậy, tiểu thiên của chúng tôi học rộng hiểu nhiều, làm gì có ai không xứng với cô ta kia. Cô ấy không muốn lấy, chúng tôi còn không muốn cưới nữa là. Đúng vậy, anh họ tôi tuấn tú như ngọc, phong lưu, phóng khoáng, người muốn cưới anh ấy có đến một nắm, không sai. Bây giờ không phải cô muốn hủy hôn, mà là tôi không cần cô gái hoang dã này nữa. Nói hay lắm, tìm chết. Lần này qua lần khác, sỉ nhục đệ tử yêu quý của ta, ta sẽ khiến các ngươi phải trả giá. Cô, mẹ, cô không sao chứ? Ông ta thực sự là một đại sư, người mạnh mẽ như vậy, ba chị em cùng hợp sức cũng không phải đối thủ của ông ta. Tiểu Thiên, Tiểu Lộc mau chạy đi, đừng quan tâm. Những con kiến bé nhỏ cũng dám đối đầu với ta, quá tự cao. Cô thứ hai. Thấy chưa, đây là sức mạnh của sư phụ tôi, dù ở đạo tràng thiên sư đầy dẫy cao thủ, đó cũng là sự tồn tại hàng đầu. Giết các ngươi những con gà mờ này, không tốn chút sức lực nào. Tôi không hiểu, chỉ là hủy hôn thôi mà, cần gì phải đến mức hại người như vậy. Ôi, Hàn tiên sư. Hiểu lầm, tất cả đều là hiểu lầm. Bây giờ van xin cũng vô ích. Ba chị em các cô dù hơi già một chút, nhưng vẫn giữ được sắc vóc. Nếu sẵn lòng phục vụ ta hết lòng hết dạ, ta có thể cân nhắc cho các ngươi một con đường sống. Người đàn ông hùng mạnh như ngài, chúng tôi thực sự rất thích. Vậy thì để ta thỏa mãn các ngươi một cách tốt nhất. Chờ đã, không được, cô, các người, lễ nghĩa liêm sỉ đâu rồi? Làm sao có thể cúi đầu trước kẻ xấu? Tiểu Thiên, cháu à, vẫn còn quá trẻ, vẫn chưa hiểu. Đừng nhìn. Đừng đánh nữa, đánh tiếp có thể gây chết người đấy. Những trò này của các người, trước mặt sư phụ tôi còn non lắm, thật là không biết nhiều. Đợi tôi xử lý tên này đã, rồi từ từ xử lý ba người phụ nữ kia. Đừng, tôi đồng ý hủy hôn cũng không được sao? Anh không thấy cầu xin bây giờ quá muộn sao? Nếu như anh quỳ trước mặt tôi lúc nãy, có lẽ tôi có thể xin sư phụ tha cho anh một lần, nhưng bây giờ không còn cơ hội. Cậu cái kẻ nhát gan vô dụng này, thậm chí còn biết mềm dẻo, biết đấu tranh như vậy, tâm trạng chịu đựng chịu khổ này lão phu càng không thể bỏ qua cho cậu. Có thể mềm mỏng, có thể mạnh mẽ, không, tôi chỉ nghĩ là mọi người ngồi xuống nói chuyện giải quyết vấn đề mà thôi. Đừng tưởng tôi không biết sự khuất phục của cậu hôm nay
chỉ là để cho việc trả thù ngày mai được tốt hơn. Người như cậu chỉ có thể diệt trừ tận gốc, anh cứ từ từ mà chết. Anh họ, cẩn thận. Một kiếm lạnh giá 14 châu. Thằng nhóc này thật sự đã luyện thành rồi. Sư phụ ơi, ta sao? Chỉ là một đòn tấn công bất ngờ, không làm ta bị thương. Sư phụ. Ông ấy bị làm sao vậy? Anh, đừng lại gần, tôi không biết gì cả. Tôi sai rồi, tôi không nên hủy hôn với anh. Hãy để tôi đi, được thôi, cửa đây này. Nếu cô muốn đi, cứ tự đi mà. Không ai ngăn cản cô cả. Chẳng lẽ tôi phải tự đưa cô đi sao? Ồ không, đừng đưa tôi đi. Tiểu Thiên, tôi sai rồi. Sư phụ tôi cũng bị anh đánh chết rồi. Anh đã hết giận chưa? Tôi đã giết sư phụ của cô. Tôi chưa hề chạm vào ông ấy. Người chỗ cô đều thích bịa đặt như vậy sao? Này, cô nghĩ xem, ông ấy tuổi đã cao, tính tình lại không tốt. Có phải có khả năng là ông ấy này giận quá mất khôn, gây ra bệnh cũ tái phát, tự nhiên chết đi? Sư phụ tôi đi giang hồ nhiều năm, thật sự có không ít bệnh cũ. Tôi lúc nãy cũng là bị dọa cho sợ hãi, mới nghĩ rằng cái chết của sư phụ có liên quan đến tên rác rưởi như anh. Cô dám đánh tôi, chính là đánh cô, tôi đã sớm thấy cô không vừa mắt. Cô gái hoang dại không có giáo dục, đây là thung lũng sao bay, không phải chỗ cho cô tự do bày trò. Cô không chỉ thiếu giáo dục, mà còn thiếu óc suy nghĩ. Sư phụ cô đã chết, mà cô vẫn dám hống hách như vậy. Nhớ kỹ, hôm nay không phải cô từ hôn, là anh trai tôi đã đuổi cô đi, không biến ngay cho tôi. Bọn dân quê này các người cứ chờ đấy, phủ thiên sư sẽ không bỏ qua, cô. Cậu nhóc này cung phu tuyệt đỉnh, mà lại hoàn toàn không hay biết. Đã đến lúc phải rủ nó xuống núi, đi vào nhân gian tu luyện một chút. Có lý, cô, các người đang thì thầm gì vậy? Ôi chao, rắc rối lớn rồi. Hàn Bình đã chết ở thung lũng sao bay, người của phủ thiên sư chắc chắn không để yên. Phủ thiên sư, thế lực số 1 của đại hạ, chúng ta đắc tội rồi, giờ thì chúng ta xong đời. Tiểu Thiên, cháu là nam nhi duy nhất của nhà Dương, mang trên mình sứ mệnh truyền đời. Cháu không được có chuyện gì, nếu phủ thiên sư quay lại trả thù, có chúng cô đây chặn lại. Ừ, cháu mau xuống núi đi, làm sao có thể được. Cháu là người đàn ông duy nhất của nhà Dương, càng phải bảo vệ các cô, làm sao có thể bỏ trốn được. Ta còn có một cách, cũng mới nghĩ ra, còn có hôn ước. Các cô còn muốn rắc rối thêm nữa à? Người trong hôn ước này là con gái của nhà siêu giàu ở thủ đô, Nhan Như. Cô ấy không chỉ là nữ võ thần trẻ nhất đại hạ, mà còn là tổng giám đốc của công ty niêm yết. Nếu cô ấy có thể là con dâu nhà Dương, thì chúng ta không cần phải lo về phủ thiên sư nữa. Người ta có thể nhìn ngó cháu không? Ôi, Tiểu Thiên à, sự sống còn của nhà Dương phụ thuộc vào cháu đấy. Cố lên, Tiểu Thiên, chinh phục người đẹp giàu có. Ôi, mau lên nào, mau lên, đừng lề mề, đi thôi, bất ngờ thế này à, mau lên, đi đi. Anh họ, có chuyện gì, đây, anh cầm lấy này, cái gì vậy? Đây là toàn bộ gia sản của mẹ em, anh cứ lấy đi. Chỉ có em là tốt với anh đi đây, anh cẩn thận nhé. Cuối cùng cũng lừa được thằng nhóc kia rồi, diễn bao nhiêu kịch, thật không dễ dàng. Với sức mạnh của chúng ta, một đại sư tổ cũng chỉ như con kiến. Lúc nãy tôi, suýt nữa không kiểm soát được lực, suýt chút nữa đã đánh chết Hàn Bân một cú đấm. Hay mà không lộ, hy vọng Tiểu Thiên chuyến này suôn sẻ, thành bại ở lần này. Cô gái xinh đẹp, đi một mình vào buổi tối, có cô đơn không, muốn chúng tôi đi cùng không? Bỏ tay bẩn xa tôi ra, dám chọc vào Nhan Như, cánh tay này của anh, có phải không muốn giữ nữa không? Vẫn là ngựa hoang mạnh mẽ, anh thích, đêm nay, vấn đề sinh lý của bọn anh, phải dựa vào em gái. Anh trai, chúng ta có thể nói chuyện được không? Mày là ai thế, dám phá hỏng việc tốt của tao? Tôi tên là Tiểu Thiên, tôi đến để can ngăn, cô ta có quan hệ gì với mày? Mày muốn bảo vệ cô ấy à? Quan hệ, là người qua đường thôi mà, bây giờ đã là xã hội văn minh rồi, không khuyến khích bạo lực. Tôi đề nghị, chúng ta hãy dùng cách nói chuyện, để giải quyết vấn đề. Giải quyết cái gì? Vấn đề sinh lý của tao, có thể giải quyết bằng cách nói chuyện được sao? Như vậy, tôi giới thiệu anh đọc một vài bài thơ tĩnh tâm. Bồ đề vốn không cây, gương sáng cũng không đài, hãy làm đi, gương sáng cũng không đài.
Đúng vậy anh trai, xã hội văn minh, không sai, anh trai. Ừ, đúng rồi, là những thanh niên tốt của thời đại mới. Không cần thiết phải đánh nhau chết người. Đây là thủ đoạn gì vậy? Các cậu ngốc à? Nghe nhãi con nói nhảm, đánh nó. Sao cô có thể bạo lực như vậy? Phụ nữ trong thành phố của cô, tất cả đều như vậy sao? Chúa ơi, hôn thê của tôi, Nhan Như, đừng bao giờ thua lỗ như cô ta. Hôn thê, Nhan Như, đúng, tôi đang nói với cô đấy. Hôn thê của tôi, Nhan Như, là nữ chiến thần số 1 của Đại Hạ. Quả là một vẻ đẹp phi thường. Cô ấy đến từ một nhà siêu giàu ở thủ đô. Từ nhỏ đã được giáo dục quý tộc, dịu dàng, đức hạnh, thành thạo cả đàn, cờ, thư, họa. Anh có chắc là đang nói về Nhan Như không? Tất nhiên rồi, lần này tôi đến thủ đô, chính là để cưới cô ấy. Tôi thực sự có một hôn ước. Chẳng lẽ, thật sự là, tên nhóc thiếu một tia não này sao? Vậy thì chúc anh may mắn. Khi gặp Nhan Như, đừng quá sốc nhé. Ê, không có gì đâu. Mày định làm gì? Làm hỏng việc tốt của tao. Hôm nay tao phải giết chết mày. Anh định làm gì? Tấn công. Có sức mạnh như vậy mà vẫn nhút nhát. Chuyện gì xảy ra, ba? Trước đây ba có nói với con còn có một vị hôn phu tên là Tiểu Thiên. Đúng, sao thế, con muốn gặp anh ta sao? Tất nhiên là không, người có thể làm chồng con, dù là về năng lực hay gan dạ, đều phải là người vượt trội hàng vạn người. Anh ta, quá nhút nhát, con nói gì, không có gì, ba, con cúp máy đây. Ôi, cô bảo cháu đến đây làm gì vậy? Cháu cũng đã nói về Nhan Như, là võ thần số 1 của Đại Hạ, là tổng giám đốc của một công ty lớn. Còn cháu, chỉ là một thằng nhóc từ vùng núi nghèo. Làm sao cô ấy nhìn ngó tới được? Ít ra cũng biết tự lượng sức mình. Muốn cưới tôi còn lâu lắm. Nếu Nhan Như bị mù và lại thích mình thì sao? Vậy mình không phải cố gắng 30 năm à? He he, tốt lắm. Tiểu Thiên à, mơ mộng thì anh cũng giỏi lắm. Tôi phải cho anh một bài học. Ôi, khi nào mới được gặp cô ấy? Cô ấy trông như thế nào nhỉ? Chàng trai, đây coi như là quà gặp mặt tôi tặng anh. Chết tiệt, tôi nghiêm túc đấy. Anh ta trẻ như vậy, làm sao có thể là võ thánh? Tôi không tin. Sao lại là cô? À, cô tỉnh lại đi, giữa đêm khuya, để một mình cô ở đây không đúng. Sao không có nhịp tim? Phải ở bên trái. Ôi chao, chỉ là giật mình. Anh đang làm gì? Đừng, cô đừng hét. Đây là cách dạy của cô tôi, gọi là phương pháp nghe để chữa bệnh. Có thể tôi sẽ phải nghe thêm lần nữa. Đừng, anh. Được, tôi không nghe nữa. Tôi nói này, cô bị thương nặng lắm. Cô tên gì, sống ở đâu? Cho tôi số liên lạc người nhà cô. Tôi sẽ bảo họ đón cô về. Quá xấu hổ, nhất định không thể để người nhà biết. Cô nói đi mà, tôi làm việc tốt không cần tiền đâu. Cô nói đi, anh đang mơ, dù cho phải chết, tôi cũng không nói cho anh biết. Lý lẽ gì vậy, sao cô lại như vậy chứ? Vậy tôi cứu cô trước, sau đó cô để, về nhà của cô đến đón. Lưu manh, anh định làm gì? Đừng la, cứu mạng. Yên lặng. Bà cô lớn của tôi, dạy tôi một bộ phương pháp châm cứu, nhưng tôi không chắc chắn về huyệt vị này, không chính xác lắm, vì vậy bây giờ tôi cần cô cởi đồ ra, được không? Cởi quần áo, ừ, đồ lưu manh kia, muốn chiếm tiện nghi thì nói một tiếng, ôi. Tôi không có ý đó, không có ý đồ đó, bây giờ tôi chỉ muốn cứu mạng cô thôi. Tôi nói này, bây giờ cô toàn thân gãy xương, không còn cách nào khác, dù cho phải chết, cũng không để anh nhìn thấy thân thể của tôi. Bây giờ tôi đã trở nên như thế này, dù được điều trị thế nào, đừng khóc, im đi.
hôm nay tôi nhất định phải cứu cô. Không cần. Biến thái. Tôi còn chưa hôn môi một người đàn ông nào, giờ lại bị nhìn thấy hết. Không đúng, anh ta hình như là vị hôn phu của tôi. À hát, nhưng cũng không được, chỉ là gãy xương thôi, yên tâm, tôi có thể chữa được, cô đợi nhé. Không ngờ người này còn biết y thuật, tâm tư cũng không đến nỗi xấu. Tôi không mang theo kim bạc, nhưng tôi đã tìm được cái này, thứ gì đó, tạm thời dùng cái này vậy. Không đau nữa, còn hơi thoải mái. Cảm thấy tốt hơn chưa? Kẻ biến thái, anh, cô làm gì thế? Ôi, lúc nãy rõ ràng đã bị đứt gãy tất cả kinh mạch. Làm sao bây giờ lại hồi phục hết rồi? Kinh mạch đứt gãy, nói linh tinh gì thế? Ôi, tôi biết rồi, cô đến để gây rối đấy à? Tôi nói cho cô biết, tôi rất là tinh ý đấy, cô muốn lừa gạt tôi thì có thể. Nhưng cô muốn lừa tiền tôi thì không được, ai muốn lừa gạt cơ thể anh chứ? Cô. Ôi cô sao vậy, không sao chứ? Sao lại nóng thế này? Ồ, tôi rất nóng, xong rồi, có lẽ lúc trị liệu vừa rồi, không cẩn thận chạm vào điểm hormone, kích thích ham muốn của cô ấy. Ôi cô, đừng như vậy, tôi sợ lắm. Hay là cô uống ít nước đi, tôi đi lấy cái gì đó cho cô. Tôi muốn... Không được. Một phút sau, người phụ nữ trước mặt này sẽ hoàn toàn yêu tôi. Không ngờ anh lại dùng thủ đoạn xấu xa như vậy. Nếu tôi nói tôi không cố ý, cô có tin không? Nếu anh muốn tôi tin, cũng được. Nhưng anh phải trả lời câu hỏi của tôi trước. Anh đã sử dụng phép thuật gì để cứu tôi? Không có phép thuật, chỉ là châm cứu thông thường. Anh đã học qua cuốn bí kíp nào không? Bí kíp? Không có, nhưng mà, 300 bài thơ tang, tôi lại có thể thuộc lòng. 300 bài thơ tang? Ừm, à, nó còn có một cái tên khác là kỹ năng đại huyền vô cực, anh luyện tới tầng mấy rồi? Cô cũng biết, tôi mất nửa năm để học thuộc lòng nó, bây giờ chắc là tầng 9 rồi nhỉ? Nửa năm, anh thật sự học thuộc nó trong vòng nửa năm? Đúng vậy, tôi lại mất thêm nửa năm, đã khiến anh ta ngã nhào xuống. Nhưng mà tôi nói với ai họ cũng không tin. Quá khó khăn, luyện đại huyền vô cực công đến cấp thứ 9. Không người trước, không kẻ sau, chưa từng có, đây là cảnh giới thần tiên trên đất liền mà truyền thuyết nói tới. Một thần tiên trên đất liền ở tuổi đôi mươi, ai bình thường mà tin được, có vẻ như cô cũng không tin, nếu không, chúng ta tranh tài một trận xem. Ê, không, tôi tin. Chẳng thú vị gì, dù hơi ngốc một chút, nhưng để trở thành hôn phu của Nhan Như, cũng tạm đủ tiêu chuẩn, được. Tôi thừa nhận anh là hôn phu của tôi. Bây giờ về nhà với tôi, chúng ta rảnh rỗi đi đăng ký kết hôn luôn. Ê, cái gì mà đi đăng ký kết hôn? Chúng ta phát triển nhanh như vậy sao? Tôi còn chưa biết tên cô. Hơn nữa tôi đã có hôn thê rồi. Cô ấy tên là Nhan Như, là nữ võ thần trẻ nhất của Đại Hạ, là tổng giám đốc của công ty tỷ đô. Anh không nhìn vào gương, người ta Nhan Như có thể nhìn ngó anh ư? Tôi tốt bụng cứu cô lại phá đám tôi à? Dù sao đi nữa, chúng ta cũng không thể. Cô thích tôi thế nào cũng vô ích. Hừ, ai thích anh bao giờ? Nhưng mà... Không ngờ, anh vẫn là một người đàn ông trung thủy tốt. Đúng vậy, cô nói đúng đấy. Không có người đàn ông nào tốt hơn tôi. Thôi, không nói nữa. Mai tôi còn phải gặp hôn thê của mình nữa. Nếu tôi nói với anh, tôi biết hôn thê của anh. Nhan Như ở đâu, anh có muốn nghe không? Tất nhiên là muốn. Ôi, không đúng, sao cô đột nhiên nói những điều này với tôi? Cô có phải muốn lấy gì từ tôi không? Không có đâu, anh đã cứu tôi trả ơn anh, điều này rất bình thường. Cũng đúng. Tôi còn tưởng cô thèm khát tôi. Tốt cho anh, Tiểu Thiên. Trong mắt anh, tôi như thế nào, khát khao lắm sao? Tôi, không để tâm, Nhan Như sẽ tham dự bữa tiệc do Điện Thiên của Phủ Thiên Sư tổ chức ở Vân Phủ. Anh có thể đến gặp cô ấy. Phủ Thiên Sư, đi đến không phải tự mình nhảy vào lưới sao? À, tôi chỉ cần tìm được vợ, cô ấy chắc chắn sẽ cứu mình. Nhưng mà Phủ Thiên Sư chỉ gửi thiệp mời cho những người có vị thế cao nhất ở Đại Hạ. Anh nhận được chưa? Chưa. Thì thật là khó khăn. Không có thiệp mời thì không vào được, thế làm sao bây giờ? Nhưng mà tôi còn có một cách, đó là... Tùy anh có muốn làm hay không, nhìn kìa cô thật sự là... Thèm khát cơ thể tôi sao? Tôi bảo cô này, tôi không bao giờ bán thân, anh... Đầu anh toàn nghĩ gì vậy hả? Tôi xinh đẹp, giàu có hơn anh, tôi muốn từ anh cái gì chứ? Được, vậy cô nói xem làm thế nào? Người giàu nhất Đại Hạ,
Gia gia của nhà Tiêu gần đây bệnh nặng, chỉ có hỏa ầy lân của núi lửa mới có thể cứu mạng. Nếu anh có thể lấy được nó, chắc chắn nhà Tiêu sẽ báo đáp anh. Nhà Tiêu điều kiện gì cũng sẽ không từ chối. Lại còn núi lửa, cô muốn tôi chết cháy sao? Không đi. Đây là cơ hội duy nhất của anh. Tôi có kem chống nắng truyền thống, hiệu quả cách nhiệt rất tốt. Anh cứ yên tâm, kem chống nắng chống lại núi lửa. Chuyện này có đáng tin không? Cô nghĩ cách khác đi. Đổi đầu anh ấy à? Nếu anh không đi, anh cả đời này đừng mong gặp lại Nha Như. Tôi. Tiểu Thiên chỉ có qua thử thách, nổi danh thiên hạ, anh và tôi ở bên nhau mới có thể chính danh, bịt miệng thiên hạ. Vậy được, tạm tin cô một lần. Nhưng tôi cảnh báo cô đấy, nếu tôi bị chết cháy, tôi sẽ hóa thành ma, và đến tìm cô mỗi đêm. Được được, tôi biết rồi. Vậy thì gặp lại vào ngày mai. Tiểu thư. Trương Thiên Sư đã vào đó 2 giờ rồi, mà vẫn chưa ra, núi lửa này quả thật rất nguy hiểm. E rằng, một trong 9 thiên sư của thiên sư phủ, Trương Hoài An, cũng không làm được. Tiểu thư, xin hãy nhìn thực tế. Ông nội đang nguy kịch, chỉ có hỏa ầy lân mới cứu được. Hãy thông báo khắp đại hạ, gia tộc Tiêu của tôi tăng thưởng 50 tỷ, 100 tỷ. Tiểu thư, đã có hàng trăm người đến, không một ai trở về. Tiền bạc có thể làm tất cả. Tôi không tin, gia tộc Tiêu của tôi có tiền, không tìm được một người tài giỏi sao? Người tài giỏi đây này. Chúng tôi, Dương Đại Sư, muốn thử sức một chút. Thử sức cái gì chứ? Cô không nghe hơn 100 người đã chết sao? Tôi đi là tự tìm đường chết à? Không đi. Những người đến thử sức, đều là cao thủ võ đạo. Anh có tài năng gì? Tài năng? Tôi có thể đọc ngược 300 bài thơ tang. Anh có bệnh à? Đừng lãng phí thời gian. Biến đi. Ồ, chờ đã. Tôi chỉ muốn hỏi các người một câu. Các người có thực sự muốn lấy Hỏa Kỳ Lân không? Nếu có, thì hãy để Dương Đại Sư của chúng tôi thử sức một lần. Dù sao các người cũng không mất gì. Họ không mất gì, người chết là tôi đây này. Anh sẽ không chết đâu. Yên tâm, tôi bảo đảm với anh. Bảo đảm của cô có ích gì, không phải cô đi. Được, nếu thành công, tôi sẽ cho anh 100 tỷ. Được, nhưng chúng tôi, Đại Sư Dương, có một quy tắc. Phải trả tiền trước rồi mới làm việc. Tôi không có quy tắc đó. Các người nghĩ chúng tôi ngốc à? Nhận tiền xong rồi chạy mất, thì sao? Yên tâm. Với sức mạnh của gia tộc Tiêu, chắc không lo không tìm được chúng tôi đâu nhỉ. Cô cũng biết tự lượng sức mình. Trong thẻ này có 10 tỷ. Nếu cô dám lừa tôi lật tung cả thành phố. Cũng sẽ khiến cô phải trả giá. Được. Tiểu Thiên, giỏi lắm. Tiểu Thiên à, anh để hôn thê ở lại đây, rồi tự mình chạy mất Tiêu à. Ôi chao, hôn thê, chúng ta mới gặp nhau bao lâu. Hơn nữa là cô đồng ý với họ. Tôi chưa hề đồng ý. Anh đã không còn đường lui, nếu cô Tiêu biết anh lừa cô ấy, hậu quả sẽ còn nghiêm trọng hơn. Cô thật là, bị cô làm cho chết mất. Thôi được, tôi đồng ý với cô, nhưng tôi có một yêu cầu, đừng quá tham lam, 10 tỷ đã có thể trở thành tỷ phú rồi. Nói đi, tôi còn muốn một tấm thư mời của Phủ Thiên Sư, chỉ thế này à? Được, tôi đồng ý với anh. Thưa anh, xin mời lên đường. Lên đường, này, cái gì mà cô bán cho tôi? Cuối cùng có hiệu quả không? Đảm bảo chính hãng, hàng giả đền gấp 10. Điều này không ổn, hàng giả đền. Ôi, nhanh lên đi anh. Hy vọng không làm tôi thất vọng. Cứu tôi. Anh không sao chứ? Cứu, cứu tôi. Tiểu thư, đã một tiếng trôi qua, anh ta chưa ra, chắc chắn là kẻ lừa đảo. Mọi người hãy bình tĩnh, mới qua một giờ thôi, có thể anh ấy đã lạc đường, anh ấy chỉ hoãn thời gian, chắc chắn có âm mưu khác, xin phép sử dụng biện pháp đặc biệt, đảm bảo cô ấy sẽ thú nhận mục đích đến đây, lên. Dừng tay, người này trẻ tuổi, đã có tu vi võ thần. Đại hạ từ khi nào có nhân vật như thế này, kể từ khi chọn Ưng Dương, chúng ta không ngại đợi thêm một chút, người phụ nữ che mặt này, các ngươi không thể đối phó được. Này! Các ngươi đang làm gì vậy? Giúp một tay! Trương Thiên Sư, tôi vừa thấy ông ấy nằm ở cửa, tôi liền đưa ông ấy về luôn, nói láo, Trương Thiên Sư là một trong 9 thiên sư, anh nói ông ấy nằm ở cửa.
anh có bằng chứng gì? Lúc tôi ở bên trong, tôi nhặt được cái này. Anh xem có phải thứ các người cần không? Đây. Thứ này rất nóng, anh cần phải cẩn thận. Anh không sao cả, làm sao tôi có thể sờ? Đưa cho tôi. Tay của tôi, hóa ra là thật. Tay của anh ta đã hỏng. May mà tôi đã chuẩn bị trước. Lấy chiếc hộp làm từ ngàn năm băng cổ đến đây. Các ngươi cẩn thận đặt hỏa kỳ lân vào trong. Ta gửi về nhà Tiêu, vâng. Anh ta có thể bình tĩnh, nắm hỏa kỳ lân nghìn độ trong tay. Sức mạnh chắc chắn không tầm thường, so với người phụ nữ bên cạnh cao hơn không biết bao nhiêu. Nhất định phải kết giao với anh ta. Các người theo tôi, tìm hiểu địa chỉ và tên của anh ta. Tôi muốn trực tiếp cảm ơn anh ta, vâng. Anh làm gì vậy? Vào đi, đuổi theo. Nhìn cái vẻ nhát gan của anh kìa, làm sao tôi không nhát? Thứ đó tôi nhặt được bên đường, sao có thể là hỏa kỳ lân được? Làm sao anh biết không phải? Cô hãy suy nghĩ kỹ, thứ dễ dàng có được, có đáng để mất mát hơn trăm người không? Cô xem phản ứng của họ Tiêu, chắc chắn cô ấy đã nhận ra. Kêu nhiều người đuổi theo như vậy, tên ngốc này, bao giờ mới nhận ra, mình thực sự là một cao thủ vô địch. Về phía gia đình Tiêu, gia tộc giàu có nhất đại hạ. Chúng ta đã lấy tiền của họ, đã lừa gạt họ một vố đau. Cô ấy sẽ để yên cho chúng ta sao? Làm hại tôi rồi đấy. Bớt nói nhảm lại, thiệp mời và tiền đã trong tay. Đã đến lúc đi tìm hôn thê của anh. Nhanh lên nào. Cô. Người đâu? Ông, tốt quá, sức khỏe của ông đã phục hồi. Hỏa kỳ lân này quả nhiên danh bất hư truyền. Cháu, nhanh lên, tìm người đó đến đây. Ta muốn cảm ơn trực tiếp. Tiêu đại sư đã yêu cầu, thiệp mời buổi tiệc tối của thiên sư phủ, cháu nghĩ anh ấy chắc chắn sẽ đến. Ừm, tối nay vân phủ thiên cung chắc chắn sẽ tụ họp mọi người quý báu. Cháu hãy nhanh chóng đến đó, đại diện cho gia đình Tiêu, hỗ trợ hết mình cho anh Dương. Tiêu Duyệt, cháu không muốn đi à? Cháu cũng rất muốn gặp Dương đại sư, nhưng mà, vị hôn phu mà ba chọn cho cháu, Dương Tiểu Thiên chắc chắn cũng sẽ ở đó, cháu không muốn gặp anh ta. Trước đây là vì ta bệnh nặng. Để thằng nhỏ đó, quản lý gia đình Tiêu vài năm, bây giờ ta đã khỏe lại, xem ai còn dám tự tiện quyết định, chuyện hôn nhân của cháu gái bé bỏng của ta. Cảm ơn ông, hãy nhanh lên, đừng chần chừ. Nhan Như, tôi đến đây, dừng lại, không phận sự miễn vào, tôi đến tìm người, anh cho tôi vào, tìm người, tôi thấy anh đang tìm cái chết, tên anh là gì, tìm ai, tôi tên là... Không được, không thể nói cho họ biết, lỡ như Tả Phi Phi đã báo tên tôi lên rồi. Thì không phải xong đời. À anh trai, à tôi tên là Tiểu Thiên. Anh làm sao lại ở đây? Phi Phi, thằng ăn xin này là ai? Chôn phu do ông già mê muội của tôi chọn. Cô có hôn phu à? Vậy đêm qua chúng ta chơi cả đêm, hôn phu cô biết không? Anh ta sẽ không tức giận chứ? Anh ta có quyền gì mà tức giận? Dù sao thì từ trong ra ngoài đều là của anh. Được lắm Tả Phi Phi. Khi còn hôn ước với tôi, cô đã qua lại với đàn ông khác. Nhưng may mà. Còn may, là chúng ta đã hủy hôn sớm, nếu không chiếc sừng này đã thuộc về tôi, nói tôi cho anh sừng, anh đáng sao? Còn dám so sánh với Thiên Minh, thật là ngu xuẩn, ôi, anh bạn à, tôi khuyên anh, người phụ nữ này mắc lỗi, có một lần thì sẽ có vô số lần, anh nên cẩn thận một chút, đừng đến lúc chiếc sừng, đội trên đầu anh, Thiên Minh, anh ta bôi nhọ sự trong sạch của tôi, người ta dành trọn vẹn tình cảm cho anh, người anh em, người như anh, tôi hiểu mà, không ăn được nho thì bảo nho chua. Anh không biết đâu, kỹ năng trên giường của Phi Phi. Quá tốt, cô ấy chỉ cần chạm vào tôi là tôi. Cả người mềm nhũn, không thể ngừng được, cả người mềm nhũn. Anh có phải là loãng xương không? Tôi nói này, nếu anh thấy không khỏe, anh nên nhanh chóng đến bệnh viện, nếu không sau này sẽ rất khổ sở. Anh! Tiểu Thiên, đây là bữa tiệc do Phủ Thiên Sư tổ chức. Anh không có thiệp mời sao vào được? Ai bảo tôi không có thiệp mời? Tất nhiên là tôi có. Thiệp mời của tôi đâu, Tiểu Thiên, vớ vẩn, đừng giả vờ nữa, anh là người như thế nào tôi thừa biết, làm sao anh có thể có thiệp mời, đây là vinh dự cao nhất của đại hạ, còn diễn nữa, Phi Phi, vị hôn phu của cô, thích làm mặt dày mày dạn, trước đây ở rạp xiếc làm hề, kẻ làng nhàng mà, chưa từng thấy đời, tưởng thiệp mời dễ dàng có được, thấy chưa, cái này, mới là biểu tượng của địa vị, anh cả đời cũng không thể có được. Ai? Tìm thấy rồi. Tôi sợ chết khiếp,
cứ tưởng là mất mát rồi. Làm sao có thể, anh một người nghèo, làm sao có thể có thiệp mời. Xin lỗi, làm cô thất vọng rồi. Nhìn này, tôi thực sự có đấy. Thiên Minh anh nhìn này, thiệp mời của anh ấy màu vàng. Kẻ vô dụng làm giả cũng không giống. Đây là, thiệp mời tối cao. Ồ, toàn đại hạ chỉ có hai cái. Tôi lên kinh thành nhà sở, cũng không đủ tư cách có được. Anh, Thiên Minh anh không nhầm chứ. Anh ta một kẻ nông dân từ quê lên, làm sao có thể có thiệp mời tối cao. Đó là đương nhiên. Anh ta kiểu gì cũng không có bối cảnh, làm sao có thể có thiệp mời. Tên ngốc, làm giả thiệp mời, muốn chết à, anh biện đặt. Thiệp mời của tôi rõ ràng là, Tiêu Duyệt đưa cho tôi. Anh cũng không nhìn nhận lại mình, anh là cái thứ gì? Con gái của người giàu nhất mời anh bằng thiệp mời. Tôi thấy anh này, nói dối còn không ra hồn. Sao bây giờ tôi càng nhìn anh, càng thấy ghê tởm nhỉ? Thiệp mời giả, có âm mưu xấu xa, xúc phạm nghiêm trọng với Thiên Sư Phủ. Người đâu? Bắt hắn lại cho tôi, các người định làm gì thế? Bây giờ biết sợ rồi chứ, các người ỷ đông hiếp yếu, đó là tài năng gì? Tài năng à, dưới trướng tôi có 4 kiếm sĩ Mận, Lan, Trúc, Cúc. Một người là đủ sức giết anh, các người thật sự nghĩ tôi dễ bắt nạt à? Các người đã sai lầm rồi. Buổi tiệc sắp bắt đầu rồi, chúng ta vào trước đi. Thiên Minh à, cứ xem thêm một chút đi mà, tôi muốn xem, tên ngốc kia bị đánh cho tơi tả. Lời mời chân thành, hôm nay là thiếu chủ, kết hôn với cô Nhan Như. Gì cơ, tối nay là tiệc đính hôn của Nhan Như, tên ngốc này còn không biết chủ đề của bữa tiệc. Làm sao anh có thể hài hước thế được? Không được, Nhan Như là vợ tôi, là hy vọng duy nhất cứu vãn nhà Dương. Tôi phải ngăn chặn cuộc đính hôn này, đánh cho hắn một trận thật đau. Chúng ta đi thôi, Phi Phi. Các cô gái xinh đẹp, chúng ta không thù không oán. Không cần phải đánh nhau, hôm nay tôi còn có việc quan trọng cần phải làm. Đừng nói nhiều, hãy hành động. Từ xưa đến nay ai chẳng phải chết. Họ làm sao vậy? Có chuyện gì vậy? Bây giờ tôi có thể vào chưa? Cảm ơn anh. Tiểu thư, anh ta đã vào rồi. Tôi gọi là cướp dâu sao? Không đúng, cô ấy vốn dĩ là hôn thê của tôi. Vậy tôi gọi đây là tự vệ. Cũng không đúng. Này, anh chàng điển trai, cô là ai? Nhìn thấy anh khá bối rối. Hãy nói cho tôi biết, anh có phải đã lén lút vào đây, cũng để ngắm nhìn. Mỹ nhân số 1 của đại hạ, ai vậy, giả vờ nữa đi, cứ tiếp tục giả vờ. Dù tôi từng, cũng làm rung động bốn phương, nhưng so với cô Nhan Như, vẫn kém một bậc, thật sao? Hôn thê tôi đẹp thế à? Anh đang nói về hôn thê của Long Thiếu à? Ở đại hạ này chỉ có Long Thiếu, mới xứng đôi với mỹ nhân tuyệt thế như vậy. Tôi đến đây để tìm Nhan Như, cô biết cô ấy ở đâu không? Không ngờ anh ta còn quen biết cô Nhan, nếu tôi bắt được anh ta. Tôi có thể kết nối với gia đình Nhan, cô Nhan sẽ đến ngay, đừng nóng vội. Này, tôi sẽ kể anh nghe. À, tôi mở công ty quản lý, nhìn anh cũng khá là có khí chất. Hay là theo tôi sẽ làm anh trở thành ngôi sao lớn có lượng fan khổng lồ, thế nào? Không cần đâu, tôi vẫn sẽ vào, đợi hôn thê của tôi, Nhan Như. Nhan Như, hôn thê của anh. Dám cạnh tranh phụ nữ với Long Thiếu, tối nay sẽ có một màn kịch hay. Thiên Minh, chỗ này, tại sao lại luôn trống nhỉ? Đó là vì trong số khách mời hiện diện, chưa có ai đủ tư cách ngồi ghế này. Cả anh và Tần Thiếu cũng không có tư cách sao? Chúng tôi tính là gì chứ? Chiếc ghế này, là biểu tượng cao quý nhất của buổi lễ. Người ngồi trên ghế này, là niềm tự hào lớn của đại hạ chúng ta. Phi Phi, cô không biết đâu, chiếc ghế này dù có vẻ hào nhoáng, nhưng muốn ngồi lên nó, cần phải trả một cái giá tương xứng. Nếu không đưa ra được món quà mà Phủ Thiên Sư mong muốn, nó sẽ là xúc phạm Phủ Thiên Sư. Khi đó Phủ Thiên Sư chắc chắn sẽ trừng phạt. Làm thế nào anh ta vào được? Tiểu Thiên, quả nhiên là anh đã lẻn vào được. Cái gì gọi là lẻn vào, tôi vào đây đường đường chính chính. Cảnh cáo các người, đừng có làm chuyện gì đó nhé. Hôm nay tôi đến đây là để đợi người. Thằng nhóc này giấu giếm khá sâu, thậm chí còn thoát khỏi tay Mận Lan Trúc Cúc. Nhưng mà đã gây thù thì tối nay tôi phải xử hắn. Nếu đã đợi người, thì cứ ngồi xuống đã, giờ cả hai bên đã ngồi kín. Chỉ còn một chỗ ngồi, đây, đi nào, đi thôi, nào. Nhìn kìa, chính là nó, anh tốt bụng thế, cứ nói chiếc ghế này oai phong lắm,
Oai Phong, ngầu không, ngầu, chiếc ghế Oai Phong ngầu này, chỉ có khí chất của anh mới xứng đáng. Được, đến đây, tôi nói này, cái này, cách chọn phụ nữ của anh, thực sự không tốt lắm. Nhưng cách anh nói chuyện, lại khá dễ nghe, à. Không phù hợp, không phù hợp, hãy ngồi, vậy tôi. Anh ta đã ngồi. Anh ta là ai vậy? Anh ta dám ngồi. Anh ta dám ngồi đó, thật là giàu có. Nhưng trông anh ta có vẻ lạ lẫm. Không biết là con nhà giàu nào. Chẳng lẽ là một sự nhầm lẫn? Dù là nhầm lẫn hay không, chỉ cần anh ta ngồi xuống thì phải trả giá. Nếu không đưa ra quả xứng đáng, làm sao thiên sư phủ tha cho anh ta? Anh ta thật sự không biết trời cao đất dày. Anh ta thực sự là không biết điều. Tiểu Thiên à, anh này, hãy suy nghĩ một chút. Bị người khác lừa gạt dễ dàng, ngồi lên đó luôn rồi. Nếu sau này cưới một người như vậy, sẽ ảnh hưởng đến trí tuệ của thế hệ sau không? Vậy thuộc hạ này sẽ đi giết hắn ngay. Thôi, cô không phải là đối thủ của anh ta đâu. Mọi người nhìn tôi làm gì vậy? Cái ghế này có vấn đề à? Không có vấn đề gì, chỉ là anh phải trả tiền thôi. Trả tiền? Tôi chỉ ngồi một chỗ, còn phải trả tiền. Thiên sư phủ này cũng quá keo kiệt rồi. Ôi, anh đừng nói, cái ghế này ngồi, cũng khá là thoải mái. Trả bao nhiêu? 50, 100. Tôi nói anh này thật sự là kẻ nghèo đến từ vùng quê nghèo. Anh cũng chỉ biết thế thôi, chẳng thú vị chút nào. 50, 100. Anh đừng tưởng thiên sư phủ là ăn xin. Ổng quản của thiên sư phủ đến, anh để ông ấy giải thích. Quý ông này, cái ghế mà anh đang ngồi là chỗ ngồi quý giá nhất của buổi tiệc đính hôn này. Theo quy tắc anh nên đưa ra một món quà mừng tương xứng. Ồ, anh này, biết ngay là anh ta không có ý tốt. Số tiền này không phải nhỏ, tôi không thể trở thành kẻ bị lừa. Long tổng quản đúng không? Ông xem, tôi không ngồi nữa. Tôi sẽ đứng ở đây chờ người, được không? Không cần trả tiền nữa nhé. Anh muốn thất hứa sao? Ê, đừng. Chúng ta có thể nói chuyện, quy tắc của thiên sư phủ. Một khi đã ngồi xuống, không được phép thay đổi, hoặc là đưa ra món quà mừng, hoặc sẽ bị đuổi ra ngoài và phải chịu trách nhiệm liên quan. Xin hỏi anh chọn cái nào? Anh ta rắc rối lớn rồi. Sơ Thiên Minh này thật là mưu mô, khiến Tiểu Thiên gặp rắc rối lớn. Tiểu thư, cần giúp đỡ không? Anh ta không thể trả nổi số tiền này. Nó không cần thiết, nếu anh ấy thậm chí còn bận tâm đến điều nhỏ nhặt này. Không giải quyết được, sao xứng làm đàn ông của ta? Tiếp tục xem kịch. Tiểu Thiên, anh bị nhức à? Tổng quản Long đang hỏi anh kìa. Hai con đường, tự chọn. Đừng cãi nhau với tôi, nghe mà khó chịu. Tôi thấy anh, chỉ muốn chỉ hoãn thời gian thôi. Anh Dương, chúng tôi không có nhiều thời gian để chờ anh. Nếu tôi bị đuổi ra ngoài, công sức trước đây coi như bỏ. Được, tôi trả tiền đây, bao nhiêu tiền? Chỗ ngồi của anh là cao quý nhất. Theo quy tắc, ít nhất là 10 tỷ mừng hỉ. Bao nhiêu? 10 tỷ. Anh Dương, 10 quẹt thẻ. Quẹt thẻ đi, quẹt cái gì? Tôi chỉ ngồi cái ghế của các người thôi. Dù có đính kim cương vàng, cũng không thể nhiều tiền đến thế. 10 tỷ, ông biết sau 10 tỷ, có bao nhiêu số không không? Sau số 1 có 10 số không đấy? Là cái gì mà lạ lùng, quê mùa thế? Tiểu Thiên, chỉ 10 tỷ, đã có thể nhận được sự ưu ái của thiên sư phủ. Đây là điều mà biết bao gia tộc và thế lực mơ ước. Mà anh lại cho là đắt, thật là mất mặt. Nếu tôi có đủ tài chính, tôi cũng muốn ngồi vào vị trí đó. Tên này không trả nổi tiền, đóng giả mình giàu, nhanh chóng đuổi đi. Đây là thế giới của người giàu có, 10 tỷ cũng không đắt ư? Các người những kẻ giàu có này thật là xa hoa cực độ. Nghe ý của anh là không muốn trả số tiền này. Đừng, tôi trả được không? Số tiền của nhà Tiêu sau này vẫn phải trả lại. Chỉ có thể, đây là toàn bộ gia sản của mẹ em. Anh cứ lấy đi. Cô ơi, cô thật sự rất tốt. Đưa đây. Cái gì? Thẻ Long đen. Xin hỏi anh, tại sao anh lại có thẻ Long đen vậy? Thẻ gì cơ? Thẻ Long gì ấy? Đây là cái mà bà cô tôi cho tôi. Thẻ Long đen này là thẻ đặc quyền của Võ Thánh. Tôi sống gần nửa đời người, lần đầu tiên tôi thấy những Võ Thánh trên đời này hiếm có. Mỗi một Võ Thánh đều là huyền thoại. Chính vì có chủ nhà của thiên sư phủ, Võ Thánh vô song này mới có thể thống trị đại hạ. Có thể mang ra thẻ Long đen, có vẻ như Dương Tiểu Thiên cũng không phải không có nguồn gốc. Có khả năng đến từ gia tộc ẩn thế, nhìn không ra. Anh chàng đẹp trai này cũng giỏi giả heo ăn hổ nữa. Tiểu thư, sao anh ấy lại có thẻ Long đen? Hiếm thấy quá mà, anh Tiểu Thiên có thể ký kết hôn ước với tôi. Gia đình anh ấy làm sao có thể là những người vô danh?
anh ấy đã là cảnh giới thần tiên rồi, mang ra một tấm thẻ long đen, có gì mà phải ngạc nhiên? Điều này không thể nào. Tiểu Thiên, anh là ai? Và cô của anh là một võ thánh, phải không? Không phải, anh Thiên Minh, đừng để anh ta lừa đấy. Tôi đã từng đến nhà anh ta, những cô của anh ta điên điên khùng khùng, làm sao có thể là võ thánh được? Im miệng, không được xúc phạm võ thánh. Nếu chọc giận võ thánh, cái tát của tôi còn là nhẹ. Dù là gia đình tôi, nhà họ Sở, cũng không chống đỡ nổi cơn thịnh nộ đâu. Biết không, anh Dương ơi, mời anh ngồi. Vừa rồi tôi có phạm lỗi, mong anh đừng để bụng. Anh cứ ba lần năm lượt làm khó tôi. Tôi có nghĩ ra mưu kế gì xấu đâu. Tôi không dám nữa, tôi thực sự biết lỗi rồi. Anh Dương ơi, vừa rồi tôi nói hơi nặng lời. Mong anh đừng để trong lòng. Nếu anh trách thì trách người phụ nữ điên này. Cô ta, anh, các người. Không ngờ, cô lại có uy tín đến vậy. Anh Dương, nếu vậy thì chắc chắn không có vấn đề gì rồi. Số dư không đủ, số dư hiện tại là 1 đồng 68. Lộc Nhi, mẹ bị mất chiếc thẻ ngân hàng màu đen, con có thấy không? Không. Thôi kệ, dù sao nó cũng bỏ đi, mất thì mất. Số dư không đủ, số dư hiện tại là 1 đồng 68. Cái gì, các người, tất cả đều bị anh ta lừa. Cái gì mà thẻ long đen, cái gì mà võ thánh. Số dư 1 đồng 68. Có lẽ có chẵn, thật là buồn cười. Những bí mật của gã này, tôi biết rõ một. Cái nơi nghèo đó, dù mang hết gia sản, cũng không có nổi 10.000 đồng. Và cái gọi là võ thánh của các người, còn buồn cười hơn, ba người cô của hắn, gộp lại cũng không đánh bại được sư phụ tôi. Sao có võ thánh yếu ớt như vậy? Tên ăn mày hôi, anh lừa tôi, tên khốn, đừng mong sống rời khỏi đây. Ôi thả tôi ra, là hai người tự dính lấy nhau à? Tôi có ép hai người không? Anh nói xem, giờ xã hội văn minh, đừng lúc nào cũng đánh giết giết. Anh dùng diễn xuất kém cỏi, lừa gạt tất cả mọi người. Tối nay đừng mong đứng dậy để ra về. Anh có lẽ không thể lấy ra 10 tỷ này, đánh hắn. Tôi xem ai dám làm loạn tại tiệc đính hôn của anh trai tôi. Là cậu đấy phải không? Không phải, Nhị Thiếu, anh đến đúng lúc. Chính là hắn, ngồi ở vị trí cao quý nhất nhưng không có tiền, còn muốn chối bỏ. Anh ta thực sự không coi thiên phủ ra gì. Hôm nay tôi sẽ khiến anh nhớ. Bảo vệ, cắt chân tay anh ta cho tôi. Đừng manh động, tất cả đứng yên. Tôi trả tiền không được à? May mà còn có tiền thưởng của cô Tiêu. Nếu không, hôm nay chắc chắn bị đánh. Thằng nhãi này, mày muốn làm lại lần nữa phải không? Lúc nãy lừa bằng cái thẻ hỏng, bây giờ còn muốn lừa Nhị Thiếu. Anh biết Nhị Thiếu là ai không? Nhị Thiếu là con trai của chủ nhà của thiên phủ, người cao quý nhất của đại hạ. Nhị Thiếu, anh xem anh ấy, xin lỗi khiến anh thất vọng. Tôi thật sự có 10 tỷ. Tiểu Thiên, anh cầm thẻ hỏng và nói anh có 10 tỷ. Kẻ ngốc mới tin lời nói dối của anh. Có hay không, thử mới biết. Máy quẹt thẻ, đưa đây. Tôi nói cho rõ trước, nếu cái thẻ này quẹt không được, tôi sẽ cho anh biết giá của việc trêu đùa tôi. Quẹt thẻ thất bại. Ôi trời, người giàu nhất đại hạ cũng lừa tôi. Dương Tiểu Thiên, anh còn di ngôn gì muốn nói không? Anh dùng thứ vụn vặt này để lừa gạt tôi à? Cùng lắm tôi rời khỏi phòng tiệc này, tôi đi là được. Tôi đã nói, nếu quẹt không được, tôi sẽ khiến anh phải trả giá. Giá đó là anh sẽ chết một cách đau đớn. Tôi cảnh báo anh, bây giờ xã hội có pháp luật, các người không có quyền can thiệp vào tự do của người khác. Giết người thì phải ngồi tù, nói với chúng tôi về tự do, điều đó thực sự là vô dụng. Ở tầng lớp của chúng tôi muốn chơi đùa với ai thì chơi, tôi có hàng ngàn cách hợp pháp để giết chết anh. Tốt lắm, không ngờ được, trong giới quyền quý của đại hạ, lại là những người như các người. Thật là thất vọng, dù sao thì tôi không có tiền, người nào đó, Tiêu Duyệt nợ tôi 100 tỷ, các người tìm cô ấy đi, gì cơ? Anh nói ai nợ cậu 100 tỷ, Tiêu Duyệt, anh còn biết Tiêu Duyệt nữa cơ à? Ừ, sao không, cô ấy còn theo đuổi tôi cơ. Tên phế vật đừng có nói bậy, Tiêu Duyệt là hôn thê của tôi, sao cô ấy có thể theo đuổi anh? Thả ra, tôi nói không sai, cô ấy thực sự là theo đuổi tôi hôm nay, làm phiền tôi quá đi. Anh đang điên à, gia đình Tiêu là người giàu nhất đại hạ, vậy thì tiểu thư nhà Tiêu càng là quý tộc trong quý tộc. Anh một kẻ phế vật, có tư cách gì động vào người phụ nữ của Nhị Thiếu? Ai động vào người phụ nữ của anh chứ? Với quan hệ của chúng tôi rất trong sáng mà, cô ấy theo đuổi, tôi chạy, chỉ đơn giản vậy thôi. Ở Thượng Kinh ai mà không biết, Nhị Thiếu và tiểu thư nhà Tiêu mới là cặp trời sinh. Chỉ mỗi cái dáng vẻ của anh, cũng xứng đáng để tiểu thư nhà Tiêu theo đuổi anh à. Cái gì mà theo đuổi chứ, dù là theo đuổi, tôi cũng không biết, không hiểu sao cô ấy làm vậy. Tôi rõ ràng đã đáp ứng nhu cầu của cô ấy rồi. Anh còn làm cho cô ấy thỏa mãn nữa à, các người còn làm trên giường nữa à. Tôi nhấn mạnh lại lần nữa,
Mối quan hệ của chúng tôi rất trong sáng. Cô ấy đầu tư tiền bạc công sức, không còn mối liên hệ nào khác. Chỉ đơn giản như vậy. Nhị thiếu gia ơi, người này đúng là không coi ai ra gì, không coi trọng ai. Nếu để anh ta nguyên vẹn ra khỏi cung điện Vân phủ này, vậy mặt mũi của chúng ta, anh ta chết không thể nào thoát được. Anh ta rất có thể có võ công. Cái gì? Anh ta thoát khỏi tay tôi, dưới sự giám sát của Mận, Lan, Trúc, Cúc. Anh ta rất có thể đang giả ngốc. Đúng. Alo ba, con gặp một chút việc khẩn cấp. Ba cử ngay 3.000 võ sĩ, bao vây Vân phủ. 3.000 võ sĩ, nhiều thế à? Một con ruồi cũng không bay ra được. Nhị thiếu, sao phải dùng sức mạnh lớn để giết gà? Tôi muốn làm lớn chuyện, để những kẻ ngu ngốc nuôi hy vọng biết, giá của việc đắc tội với tôi chỉ có chết. Tiểu thư, có cần tôi giúp một tay không? Không cần, đúng lúc có thể sửa tật nhát của hắn. Bộ dạng ngốc nghếch, thực ra hắn rất mạnh, giá của việc đắc tội với tôi chỉ có cái chết. Nhị thiếu gia quả là, đầy uy lực. Họ Sở của tôi không bằng họ Long, nhưng tôi sẵn sàng cho anh 500 người, hỗ trợ hiện trường, quản gia ngay lập tức triệu tập 500 chiến binh ưu tú. Tập trung trước cổng bữa tiệc của gia tộc Nhan, nhị thiếu là bạn thân thiết của tôi, chuyện của anh ấy cũng là chuyện của tôi. Tôi đã báo với lão già nhà tôi, nói ông ấy phái 800 chiến binh đến đây, hôm nay một con côn trùng cũng đừng mong chạy thoát. Chuyện nhỏ như thế này không cần thiết phải làm lớn. Tương Tiểu Thiên à, Tiểu Thiên, hôm nay có lẽ là khoảnh khắc rực rỡ nhất trong đời anh. Có nhiều người xung quanh anh như vậy, số anh thật tốt quá. Tôi cảnh báo các người đây, các người đang bất hợp pháp, nếu quá 3 người sẽ bị xét xử. Tôi khuyên các người, hãy gọi điện ngay, yêu cầu bọn họ đừng đến nữa, nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát. Báo cảnh sát, anh nghĩ chúng tôi sẽ quan tâm sao? Tiểu Thiên, Phủ Thiên Sư là lực lượng số 1 của Đại Hạ. Tôi nghĩ anh, thôi đừng cố gắng chống cự nữa. Với quyền lực của nhị thiếu, hãy làm theo, nếu không giết chết, dễ như bóp chết một con kiến. Anh chàng đẹp trai nhỏ, thật đáng tiếc vì anh đã chết. Nhưng ai bảo bạn đắc tội với nhị thiếu của Thiên Phủ chứ? Không ai có thể cứu anh được. Anh dựa vào quyền lực của ba mình mà, có thể làm gì mà không sợ hãi? Bắt nạt người lương thiện sao? Bắt nạt, tôi bắt nạt anh ta à? Không thấy, tôi bắt nạt anh ta à? Không, tôi đâu có bắt nạt anh, tôi chỉ muốn anh chết mà thôi. Cái gì? Có người ngăn cản các người? Ai dám làm vậy? Là tôi đây. Sao cô Tiêu Duyệt cũng đến đây? Cô gái nhà giàu này là một tài năng hiếm có trong giới kinh doanh. Nhà Tiêu trở thành người giàu nhất Đại Hạ cũng nhờ vào công sức của cô ấy, tài sắc vẹn toàn. Nhị thiếu thật sự rất may mắn. Tắc rối rồi, họ đã tìm đến tôi rồi. Tôi tìm kiếm Hoa Kỳ Lân, hóa ra là giả. Tôi cứ nghĩ làm sao có thể dễ dàng tìm thấy như vậy. Tôi nên tìm cơ hội trốn thôi. Vợ à, sao em đến đây? Em nhớ anh phải không? Ai là vợ anh nói chuyện phải chú ý một chút. Gọi sớm quá, em là vợ tương lai của anh. Mơ mộng hão huyền, Tiêu Duyệt, em, chủ nhân nhà họ Tiêu và ba anh, 3 năm trước đã định hôn, em chẳng lẽ muốn phản đối? Còn dám đe dọa tôi, thông báo chính thức với anh. Bây giờ chủ nhân nhà họ Tiêu là ông nội tôi, ông ấy nói chuyện hôn nhân cần được thảo luận thêm. Vậy nên thời gian của chúng ta cần được lùi lại, ông nội em, ông lão đó không phải sắp chết sao? Anh mới sắp chết chứ. Tránh ra cho tôi, có thể không tự dưng đưa mặt qua một bên không? Nói cho em biết Tiêu Duyệt, đừng tưởng là hôn thê của anh, là có thể làm gì em muốn. Đây là cái tát cuối cùng, tôi đánh anh vì không tôn trọng mọi người. Hấp dẫn, nhị thiếu gia của Tiên Sư Phủ, bị tát nhiều cái như thế mà không đánh trả. Anh ta đối với Tiêu Duyệt, thật sự là một lòng một dạ. Cô gái, chứ thấy anh ta chỉ là một kẻ yêu mù quáng. Săn đuổi đến cuối cùng chẳng có gì cả. Nếu tôi không nhầm, anh ta chính là Tần Khắc của nhà họ Tần. Tiêu cô nương, trong 3 năm qua, nhà họ Tần đã nhận không ít đơn hàng từ nhà họ Tiêu. Tôi nói đúng không? Đúng. Đều nhờ vào sự nâng đỡ của nhà họ Tiêu, và sự giúp đỡ của nhị thiếu gia. Ông tôi đã nói, cần phải xem xét lại mối quan hệ hợp tác với nhà họ Tần. Chúng ta tạm thời kết thúc sự hợp tác. Ôi không, không phải. Anh Dương, tôi đến muộn. Xin hãy tha thứ cho tôi, có vẻ như Hỏa Quỷ Lân đã phát huy tác dụng, nhà họ Tiêu sẽ dùng toàn bộ sức mạnh của gia tộc để bảo vệ Tiểu Thiên, vậy thì tôi không cần phải xuất hiện. Ồ, điều đó không đúng, có vẻ như tôi phải ra mặt, hôm nay là tiệc đính hôn của tôi, Tiểu Thiên, có thể cưới được tôi hay không, tùy vào khả năng của anh, tiên nhân. Cô vừa gọi tôi là gì? Nhờ anh, ông tôi đã hồi phục như cũ, gọi Dương tiên nhân không quá đáng chứ? Không, tôi chỉ là người bình thường mà thôi, cô gọi tôi là tiên nhân. Quá ca ngợi tôi rồi, vợ ơi!
Tiêu Duyệt, đừng để thằng nhóc này lừa em, mọi người đã thấy rõ trò của nó rồi. Thằng nhóc này chỉ là một kẻ không có bối cảnh, nhút nhát mà thôi. Đúng vậy, tôi đã đến nhà hắn, biết rõ mọi chuyện về hắn. Tôi biết rất rõ, cô Tiêu, tôi cam đoan với cô về nhân phẩm của tôi. Hắn chỉ là một kẻ vô dụng, không làm được gì cả. Nhân phẩm của cô trong mắt tôi không đáng một xu. Cô Tiêu, thằng nhóc này ngồi ở vị trí quý nhất, nhưng không thể mang ra món quà trị giá hàng tỷ. Đó cũng là điều đương nhiên. Đúng, thẻ của tiên nhân là do tôi tặng, làm sao mà không thanh toán được. Cô còn dám nói à? Cô mau giúp tôi làm chứng đi. Cô thực sự nợ tôi 100 tỷ đấy. Tôi làm chứng, gia tộc Tiêu giàu số 1 đại hạ. Chỉ 100 tỷ, chỉ là món quà gặp mặt tiên nhân. Các người còn muốn nghi ngờ à? Cứ lấy thẻ về đi. Hôm nay thực sự làm tôi mất mặt. Tiên nhân, tôi thực sự xin lỗi. Vì sự cẩu thả của tôi, đã khiến thẻ tặng cho anh là một thẻ đen chưa kích hoạt. Ôi, thôi kệ đi, mọi chuyện đã qua rồi, chỉ cần xử lý tốt là được. Để bù đắp lỗi lầm của mình, đây là thẻ vàng 9 sao của gia tộc Tiêu. Bên trong không chỉ có hàng nghìn tỷ, mà còn có thể sử dụng mọi nguồn lực nhà Tiêu, mong tiên nhân nhận lấy. Thằng nhóc này may mắn quá ha, trời ơi, trở nên, có thể sánh ngang với người giàu nhất đại hạ. Thế giới thay đổi quá nhanh rồi, không, món quà này, quá quý giá rồi, tôi chỉ là, tìm thấy con hỏa kỳ lân. Và mang đến cho cô mà thôi, tôi không làm gì khác. Hỏa kỳ lân ẩn mình trong núi lửa hỏa ngàn năm. Hỏa kỳ lân, có tin đồn hỏa kỳ lân có thể hồi sinh từ cõi chết. Khu đất hoang đó thậm chí ba tôi, cũng không ở quá 10 giây, làm sao anh ta có thể vào được. Có thể là một số người, mang theo hỏa kỳ lân giả mạo đi lừa đảo. Cô Tiểu Duyệt, phải mở to mắt ra, đừng để bị tên nhóc này lừa. Ai cần anh nói nhiều, tôi tự biết phân biệt, tôi tự có cách nhìn của mình. Xin tiên nhân hãy nhận lấy. Điều này không chỉ thể hiện lòng xin lỗi chân thành của tôi, mà còn là sự tôn trọng anh. Không, thẻ này quá quý giá, nhận nó tôi cũng cảm thấy không yên tâm, tốt nhất cô nên giữ lại. Nếu nó vẫn là giả thì sao, tôi tìm ai để nói chuyện, tiên nhân đã có ân với nhà chúng tôi. Vậy thì, nếu anh còn điều ước nào, tôi sẽ dùng sức lực của gia tộc giúp anh hoàn thành. À, tôi có rồi. Xin phép nói riêng một chút. Thực ra lần này tôi đến, là để tìm Nhan Như, cô có thể dẫn cô ấy đến gặp tôi không? Anh muốn tìm Nhan Như. Được, tên nhóc này, từ chối thẻ đen tỷ chỉ để tìm tôi sao? Biết sớm anh ngốc như vậy, tôi đã, nhưng mà, có phải cũng coi như trong lòng anh ấy? Tôi quan trọng hơn cả tiền tỷ. Đúng, chính xác là thế, và thực sự là tôi không biết sử dụng thẻ. Tôi biết mà. Là vậy đấy. Không biết sử dụng thẻ, anh không có tiền gửi à, anh đã bỏ lỡ một cơ hội giàu có, anh vẫn nên quay về núi thôi, tốt nhất anh nên quay lại đó. Anh bị điên à, tôi thích thì anh quản được à, nói ai bị điên cơ. Đây là quyết định của tiên nhân, các ngươi cũng đáng để chỉ trỏ à. Tiên nhân bất kể lúc nào, chỉ cần tiên nhân cần, nhà họ Tiêu của chúng ta sẽ hết sức giúp đỡ, tìm Nhan Như phải không, tôi sẽ đi làm ngay bây giờ. Anh cũng tốt bụng đấy. Xin lỗi, lúc nãy tôi còn chửi anh một cách thầm kín. Không sao, ông nội tôi đã nói, sau này anh sẽ là khách quý của nhà họ Tiêu, ngang hàng với ông nội tôi. Cô đang điên cái gì vậy? Tôi thấy các anh mới là người điên. Người này vài ngày trước mới bị tôi từ hôn, bây giờ lại ngồi ngang hàng với người giàu nhất đại hạ. Các người đã thấy điên rồ nào như thế này chưa? Nhị thiếu đã cướp đi hôn thê của anh. Hôn thê à, anh làm sao có thể bỏ qua cho hắn? Tại sao tên khốn này lại có hôn thê khác? Chờ đã, tại sao tôi lại tức giận? Tôi phỏng đoán táo bạo, tiểu thư có thể đang ghen tuông. Cô mới ghen tuông, cả nhà cô đều ghen tuông, vậy ta sẽ đi giết hắn ngay bây giờ. Không cần phải như vậy, dù sao cũng đã hủy hôn rồi. Anh đứng lại. Có những việc có thể nhịn nhưng có những việc không thể nhịn được. Tiểu Thiên, tôi không thể để anh leo lên cây lớn nhà Tiêu, dù thế nào tôi cũng phải hủy hoại anh. Tiêu Duyệt, cô tránh ra cho tôi, hôm nay cho dù cô nói thế nào, tôi cũng không tha cho hắn. Anh thử xem sao, Tiểu Thiên có thể an toàn rời khỏi hang kỳ lân, cảnh giới sâu không thể lường, nếu anh dám hành động thiếu suy nghĩ, sẽ mang lại họa lớn cho tiên sư phụ, lời này có thật không, nếu anh không tin. Cứ việc thử xem, nhị thiếu đừng bị lừa gạt, nếu hắn thực sự có khả năng, làm sao hắn có thể chịu đựng được những lời chế nhạo. Nhưng hắn có khả năng lấy hỏa kỳ lân, giải thích cho điều này là gì, vô lý, rõ ràng tôi là người đã mang con hỏa kỳ lân ra ngoài. Đó không phải là người được Tiểu Thiên cứu sao? Làm sao chạy đến đây được?
Đó không phải là Trương Tiên Sư trong Tiên Sư Phủ sao? Trương Tiên Sư, lời ông nói ý nghĩa là gì? Xin nhị thiếu phán xử giúp lão phu, thật sự là thế giới ngày càng sa đọa. Chỉ một lúc công sức của tôi đã bị người khác cướp. Ai chiếm đoạt công sức của ông? Hãy nói rõ ra, tôi liều mạng, vất vả vô cùng, mới đưa được Hỏa Kỳ Lân từ hang Kỳ Lân ra. Không ngờ, giữa đường lại gặp một thằng ngốc cắt ngang. Các người nói tôi nên tìm ai để nói chuyện đây? Tôi cứ nói mà, tên này làm sao có thể có năng lực lớn đến vậy? Hóa ra tất cả là công lao của Trương Tiên Sư. Tiên Sư nói có lý có chứng cứ. Hắn dẫn ra Hỏa Kỳ Lân, độ tin cậy tự nhiên tăng vọt lên mà. Lời anh nói thật có lý. Gia tộc giàu có nhất Tiêu không biết người, đưa một kẻ lừa đảo thành khách quý. Nói ra thật làm mất mặt. Mặc dù anh chàng đẹp trai này rất ngốc nghếch, nhưng không phải là tôi đang giả vờ lấy công. Nước ở đây rất sâu. Lão già, những chuyện khác tôi chấp nhận, nhưng Hỏa Kỳ Lân quả thực là do tôi dẫn ra. Khi tôi thấy ông đã ngất xỉu rồi. Nếu không phải tôi dẫn ông ra, ông đã chết từ lâu. Trương Tiên Sư, đừng nói lung tung. Tôi chứng kiến Tiểu Thiên cõng ông ra. Tiểu Diệp của tôi ạ, cô mê muội rồi sao? Làm sao cô có thể tin lời nói điên rồ này mà không tin vào bậc cao nhân của Phủ Tiên Sư chứ? Trương Tiên Sư trong top 10 của Phủ Tiên Sư, nếu ông ấy nói đã tìm thấy, tôi tin. Nhưng lời nói của thằng này, tôi không tin. Dù các người tin hay không, tôi có cách đánh giá của mình. Tiểu thư Tiêu, tôi hỏi cô có thấy gì xảy ra trong hang không? Không, phải không? Vậy tại sao cô chỉ tin lời nói một phía của anh ta? Tôi sẽ nói cho cô biết sự thật. Trong hang Kỳ Lân, tôi đã chiến đấu với thần thú. Suốt 300 hiệp, tôi kiệt sức mới lấy được bảo vật. Thần thú, rồi tôi gặp thằng nhóc ngốc này. Tôi nhờ nó đưa tôi ra khỏi hang. Trên đường tôi đã bất tỉnh. Không ngờ các người lại tin vào những lời dối trá. Hắn có tự miêu tả mình một cách hoa mỹ không? Có cái gì là thần thú chứ? Chắc ông mơ thấy trong giấc mơ à? Hỏa Kỳ Lân như vậy, tất nhiên là có thần thú canh giữ. Lẽ ra anh không thấy sao? Ông đọc tiểu thuyết nhiều quá phải không? Tôi lúc đó đi trong đó nửa giờ, và còn lạc đường, tôi đi mãi, thì thấy một thứ gì đó lấp lánh. Tôi liền nhặt nó về. Tôi biết mà, nó đã lạc đường. Nhưng tôi cũng nghĩ, Hỏa Kỳ Lân là được thần thú canh giữ. Sau đó tôi cảm thấy quá trình quá đơn giản. Tôi cũng không đợi để xác nhận. Tôi đã chạy trước. Hóa ra là thế. Trương Tiên Sư, bạn còn gì để nói không? Toàn là lời nói dối. Vị đại phú hào hàng đầu của Đại Hạ Quốc thực sự đã nghe lời vu khống của một kẻ xấu. Bạn có biết không, bạn đang đối đầu với Tiên Phủ. Xong rồi. Sao tôi đi đến đâu cũng đắc tội với Tiên Phủ vậy? Tôi tin với khả năng của Tiên Nhân Dương. Bảo vệ nhà Xiao của tôi là dư sức. Cứ việc đưa ngựa đến đây. Ê, bạn đừng, tôi có sức mạnh gì đâu. Đừng nói bậy. Và đừng lúc nào cũng gọi tôi là tiên nhân, bạn chỉ cần gọi tôi là Tiểu Thiên là được. Dương Tiên. Thưa ngài, nếu ngài cần sự giúp đỡ, cứ nói với tôi cần đây, chuyện riêng tư của các bạn, tôi chỉ là người ngoài, liên quan gì đến tôi, bây giờ muốn tách ra à, mơ đi, sự vinh quang cao cả như vậy, bị bạn xen vào, là sự sỉ nhục với tiên phủ, được thôi, nếu bạn muốn, thì tôi sẽ nhường cho bạn, mọi người nghe rõ vào, cái gì mà Hỏa Kỳ Lân này, thực sự là... Chính là đạo sĩ Trương Thiên này đưa ra, không liên quan gì đến tôi cả. Yeah, Tiên, anh nghĩ mình rất hài hước à? Anh cướp công lao của người ta đạo sĩ Trương Thiên, anh còn ở đây sao gì vậy? Anh chỉ là một sao, anh còn hành vi thấp hèn. Đạo nhận công lao của người khác, nếu là tôi cũng muốn tìm một chỗ để chui vào. Các bạn nhường chưa, tôi chỉ đến tìm hôn thê của mình. Sao lại rắc rối thế này, một hai làm tôi bị ép thành thế này. Có phải nghĩ người hiền lành, không biết nổi giận à? Sao quá đáng quá. Ông nghe chuẩn bị nổi điên rồi. Chẳng lẽ anh ta sắp ra tay, có phải nghĩ người hiền lành, không biết nổi giận à? Sao quá đáng quá, quá tốt, thật tuyệt. Có thể ngắm nghía chiêu thức của tiên nhân từ gần, cuộc đời này thật may mắn. Tôi cũng là người, tôi cũng có tính khí, biết câu, chó dại cũng phải nhảy tường, không? Chó dại cũng... Tôi không thể dùng từ này để miêu tả bản thân mình sao? À, thôi được rồi, có lẽ ý tôi là như vậy. Đừng luôn bắt nạt người hiền lành mà. Cần tôi nhường đường để anh ta ra tay không? Tôi chỉ muốn dọa họ một chút thôi. Cậu không thấy bên ngoài có vài nghìn người sao? Nếu cậu không dọa họ, làm sao chạy được? Tránh ra, tôi không muốn ra tay. Tất cả là do các người ép tôi. May mắn trong tang thơ 300 có vài bức tranh, được tôi nhớ lại. Mọi người đừng hoảng, anh ta chỉ đang làm màu mè. Ưu Tiên, cậu hãy đầu hàng đi. Cậu có cái khỉ gì đâu. Hóa ra là vậy, kẻ lừa đảo, làm trò ma quỷ, cậu đúng là không xứng đáng sống trên đời này, tôi sẽ giúp cậu lên đường ngay bây giờ.
Quả nhiên tôi không nhìn nhầm, thằng nhóc này chỉ cần được đẩy một chút là có thể tiến bộ. Trang tiên sư này làm sao vậy? Sao ông ấy lại nằm dưới đất thế này? Sức mạnh này ít nhất cũng phải là đỉnh cao của võ thần. Chiến binh trẻ Dacia, người mạnh nhất là anh trai tôi, nhưng anh ấy đã 30 tuổi, mới đạt đến đỉnh cao của vũ thần. Không ngờ thằng nhóc này, 20 tuổi đã, quá mạnh, liệu sư phụ tôi, xong đời rồi. Tôi đã phạm tội với hắn, phải thông báo cho cha tôi, bảo ông ấy mau chóng đưa người về. Ba ơi, đừng để họ đến nữa, có yêu quái, đúng là người đàn ông tôi đã chọn. Sức mạnh phi thường, nếu có thể kết hôn với hắn, gia tộc Tiêu của tôi ở Đại Hạ, sẽ có thể vô địch. Tiên sư, người cao minh, mau tỉnh dậy đi, không thể ngủ ở đây được. Ôi chao, kinh mạch đứt đoạn, sức mạnh của thằng nhóc này kinh khủng thế này. Tôi chỉ có một chút mâu thuẫn với Trương tiên sư, mà thôi, đây là tác phẩm của cao thủ nào đây? Lại ra tay nặng như vậy, không đáng để nhận hậu quả như thế. Tôi sẽ đưa Trương tiên sư đến bệnh viện trước nhé. Phủ tiên sư Trương Hoài An lợi dụng tuổi già để bán rẻ uy tín, kiếm tên tuổi một cách rẻ mạt, thậm chí còn chiếm đoạt công lao của người khác, dự định hãm hại người vô tội. Đây chỉ là một hình phạt nhỏ cho hắn, chẳng lẽ vừa rồi là cậu? Đúng vậy, chính là tôi đây. Là một thương nhân, luôn phải nắm bắt cơ hội xung quanh mình, chàng trai trẻ kia rõ ràng đang giả ngốc, không chịu nhận lỗi, thế nên tôi quyết định phối hợp với cậu ấy một tay. Đúng vậy, chính là tôi đây, cô ta là ai vậy? Nếu tôi nhớ không nhầm, cô ta là kẻ lẻn vào đây, có vẻ như điều hành một công ty túi sách. Vậy cô ta là kẻ lừa đảo rồi, quả là kẻ tài cao gan lớn, thực sự rất gan lì. Cảm ơn tiền bối, đã ra tay cứu giúp. Là cậu làm tôi bị thương. Tôi và cậu không oán không thù, tại sao cậu lại muốn làm tổn thương tôi? Chị ơi, em ghét nhất những người có đạo đức thấp. Bạn vẫn đang nhảy xung quanh trước mặt tôi, hoàn toàn tự tìm đến cái chết. Tiền bối, hóa ra ngài chính là vị đại cao thủ ẩn mình đó. Trang Hoyan, bạn hãy nhìn kỹ, thế này thật sự rất ngây thơ, thế này thật sự rất vô tội, chàng trai đẹp trai. Làm sao bạn có thể tàn nhẫn như vậy, lương tâm của bạn không đau sao? Bà phù thủy già, hồ ly tinh, bạn thấy thích thì thôi đi, bạn dám làm tổn thương tôi, không sợ tội phạm phủ tiên sư à? Thiếu gia thứ hai, người này có nguồn gốc không rõ, sức mạnh không thể đoán định, tôi thà không nên làm người tiên phong. Lão hói, nhìn xem phẩm hạnh của bạn, đã bị mọi người khinh bỉ, ngay cả thiếu gia nhà bạn, cũng không muốn liên kết với bạn. Thiếu gia thứ hai, bạn nói đúng không? A Duy, phong tỏa tất cả các lối ra, dám đắc tội với phủ tiên sư của tôi, hôm nay không ai có thể rời khỏi đây. Phủ tiên sư, thiếu chủ Long Ao Tiên, thiếu chủ, thuộc hạ bất tài. Chuyện khí chữa thương, Long Ngạo Thiên, tên này lại có đột phá nữa rồi. Anh ta vốn là đỉnh cao của võ thần, người đứng đầu thế hệ trẻ, bây giờ còn tiến xa hơn, chẳng phải đã trở thành bán bước võ thánh sao, tình hình trở nên phức tạp. Anh bị thương quá nặng, mang xuống chữa trị, còn có thể giữ mạng, cảm ơn thiếu chủ cứu mạng. Kẻ nào làm tổn thương môn đồ của tiên phủ? Ra đây! Chúc mừng thiếu chủ kỳ công đại thành, nhìn ra toàn bộ đại hạ, thiếu chủ đã có vẻ vô địch. Có lẽ anh còn chút nhãn lực, thiếu chủ xuất hiện, gần như có thể điều khiển tình thế tấn công và phòng thủ của sân đấu. Tiểu Thiên, hôm nay chính là ngày chết của anh. Ca, anh đến đúng lúc. Ca, anh đánh em. Hôm nay là ngày gì? Hôm nay là tiệc đính hôn của anh. Nếu đã biết, nhìn xem cậu làm cái quái gì vậy? Em, không hổ là một người mẹ sinh ra. Một đám tất cả đều hung hăng. Ca, tất cả tại hắn. Tất cả tại thằng nhóc gọi là Diệp Thiên này. Người này coi thường người khác. Đây là phạm thượng, hơn nữa còn hại Trương Thiên Sư. Bị thương nặng đến gần chết. Tôi hại, điều này không đúng. Trương Thiên Sư đó, tôi thậm chí không chạm vào ông ta. Môn phái các ngươi lớn như vậy sao? Tôi biết rồi, các ngươi chắc chắn là muốn lừa tiền thuốc của tôi. Trên giang hồ chưa từng nghe tên Diệp Thiên. Tiểu tử, mày từ đâu mà chui ra? Tôi đến từ Tiêu Giao Cốc. Dù anh trông có vẻ rất giả tạo, nhưng anh có lễ phép hơn họ nhiều. Tôi chỉ không giết người vô danh. Anh xem, anh lại đến rồi. Các ngươi đừng lúc nào cũng đánh nhau mà. Có thể dùng cách của người hiện đại để giải quyết vấn đề không? Chẳng hạn như đàm phán. Đàm phán, Diệp Thiên, ngươi có tự nhận thức được không? Dám đàm phán với thiếu chủ,
ngươi xứng đáng không? Có thể chết dưới tay thiếu chủ. Diệp Tiên, cậu có thể mỉm cười xuống suối vàng rồi. Đại ca, anh xem chúng ta mới chỉ gặp nhau, sao chúng ta không làm quen trước? Thương Long không đồng hành cùng Kiến Nhiệt, tôi cho cậu 10 giây, còn lời gì muốn nói không? Người tiên sư phủ các người, sao lại thế này, cứ thích lấy mạng người khác, đều do một thầy dạy ra phải không? Hết giờ. Không có lời gì, nếu anh muốn động vào tôi, anh phải hỏi xem Công Tôn tiền bối có đồng ý không? Công Tôn tiền bối, nói vậy bà ta là chỗ dựa của cậu. Ca người này ít nhất là cấp bậc võ thần, chính bà ta đã giúp tiểu tử này thoát hiểm, hơn nữa còn làm bị thương Trương Thiên Sư nữa. Người này từ đâu xuất hiện, sao tôi chưa từng nghe nói, thực ra tôi cũng không thân với hắn lắm. Không thân, không thân mà bà giúp hắn, làm sao, muốn đối đầu với Thiên Sư Phủ sao? Đương nhiên rồi, Công Tôn tiền bối là một cao thủ tuyệt thế có tinh thần chính nghĩa, bà ấy khinh thường các ngươi, những kẻ làm điều ác, đừng nói lung tung. Trước mặt thiếu chủ, tôi có thể là cao thủ tuyệt thế gì chứ? Huống hồ, tôi tuyệt đối không muốn đối đầu với Thiên Sư Phủ. Tiền bối, bà có phải đang gặp khó khăn không? Không sao đâu, bà lợi hại như vậy, bà còn sợ họ làm gì sao? Nhanh nhanh lên, tôi xin cậu đấy. Đừng nói nữa, tôi nhớ ra rồi, hình như tôi chưa tắt bếp ga ở nhà. Thôi, tôi đi trước một bước nhé. Bye bye. Bà mà cũng là cao thủ tuyệt thế à? Tôi khinh. Cậu dám đánh lén à? Đánh lén đã đành, cậu còn đánh phụ nữ? Cậu còn là đàn ông không? Ở đại hạ không ai dám nói chuyện với tôi như vậy. Cẩn thận tôi biến cậu thành không còn là người nữa. Tôi nói cho anh, tất cả mọi người có mặt đều đã thấy. Anh công khai hành hung, anh vô cùng tội lỗi, anh phạm tội nghiêm trọng, anh ít nhất phải bị tù 10 năm. Anh làm gì thế? Tôi nói này, nếu bây giờ anh xin lỗi tôi còn có thể xin giảm án cho anh, cố gắng xử lý khoan hồng. Diệp Thiên, ngươi biết mình là ai không? Bây giờ ngươi mới chính là cá trên thớt, thiếu chủ chúng tôi, muốn xử lý ngươi như thế nào thì xử lý. Diệp Thiên, một kẻ rác rưởi thấp hèn, còn không bằng một con chó, còn dám đe dọa quý tộc hàng đầu của đại hạ, thì cần thiếu chủ chúng ta nhúc nhích tay, có thể khiến ngươi chết không toàn thây. Tiểu tử, mình đầy lỗ hổng, ngươi còn dám đe dọa ta, làm sao vậy, nhờ vào thế lực đứng sau lưng ngươi à? Đúng vậy, anh có biết người đứng sau lưng tôi là ai không? Là ai? Nói ra sẽ khiến các người giật mình đấy, là quần chúng tuân thủ pháp luật. Như thế nào, bị dọa rồi đi, tôi nói cho các người biết, trước mặt những người dân tuân thủ pháp luật, các người, những kẻ rác rưởi, chẳng là cái gì cả. Nghĩ tôi ngốc à, tìm chết. Thiếu chủ, nếu anh dám động vào Diệp tiên sinh, Tiêu gia tôi sẽ hủy bỏ mọi hợp tác với phủ thiên sư. Để ngu mục, thì ra cô là chỗ dựa ở hắn, cô muốn chống lại tôi vì thằng hèn này à? Anh nhầm rồi, Diệp tiên sinh mới là lý do, tôi đứng đây tự tin như vậy. Ngoài ra, đừng gọi tôi là đề mùi. Chuyện gì thế này, anh, ông nội cô ta tỉnh lại rồi. Không ngờ có thể phá vỡ độc dược phủ thiên sư. Nhất định là Tiêu gia có quý nhân phù trợ. Vẫn không nên hành động một cách vội vã. Được, tôi sẽ cho Tiêu gia mặt mũi. Nhưng đổi lại, tôi muốn Tiêu gia quyền khai phá phía đông đại hạ, giao cho thiên sư phủ. Đó là 10 năm có thể có 1000 tỷ lợi nhuận, đại dự án. Khẩu vị của thiếu chủ thật sự rất lớn, cô có thể không cho. Nhưng tôi bảo đảm với cô, dù hắn có thể sống sót ngày hôm nay, tôi cũng sẽ dùng toàn bộ lực lượng của thiên sư phủ để cắt đứt đường sống của hắn. Tốt, tôi đồng ý với anh. Đúng là tiểu chủ, chỉ trong vài phút đã nắm được dự án 1000 tỷ. Sau 10 năm, tài sản của thiên sư phủ có thể sánh ngang với Tiêu gia. Đúng là Tiêu gia đại tiểu thư, coi như đây là quà mừng của Tiêu gia. Về chuyện giữa cậu và em trai tôi, chúng ta sẽ bàn bạc kỹ hơn. Cảm ơn quý khách đến dự tiệc đính hôn của tôi với Nhan Như. Nếu có chỗ nào không chu đáo, xin mọi người bao dung. Tại đây, tôi xin kính mọi người một ly. Chờ đã. Tôi phản đối. Cậu dựa vào cái gì mà phản đối? Diệp Tiên, đã cho ngươi cơ hội sống sót, ngươi còn không cút. Diệp Tiên sinh, tôi biết, giao dịch này đối với anh, có thể quá đắt, nhưng đây là phong cách làm việc của Tiêu gia. Ân nhỏ như giọt nước, báo đáp như suối nguồn, tôi không nói về chuyện này. Tôi phản đối chuyện hôn sự của các người. Mày nói gì, anh lại không điếc, từ phản ứng của các người, anh vừa nghe câu nói đó, tôi nói tôi phản đối chuyện hôn sự của các người. Mày phản đối, mày dựa vào cái gì mà cùng tao tranh, không phải Diệp Thiên, mày có biết không, mày đang nói chuyện với ai không, đừng luôn nhắc về thân phận gì đó, tôi không biết các người,
các người cũng không biết tôi, chúng ta thân phận không giống nhau sao? Giống, Diệp Thiên, mày cũng xem trọng bản thân mình ghê, Thiên Sư Phủ chính là quý tộc hàng đầu của Đại Hạ. Hơn 10 vạn môn đệ, thiếu chủ càng là niềm tự hào của Thiên Sư Phủ, mày lấy gì so với người ta? Tôi cho rằng, một cô gái như cô Nhan, nên tìm một người như tôi, một người đàn ông điềm đạm và lịch thiệp, không giống như anh, mỗi ngày đem tử chết treo ở trên miệng. Một tên lưu manh, một kẻ hề làm trò để thu hút sự chú ý. Tao đã cho mày cơ hội, nhưng mày cũng chẳng làm được gì. Đừng trách tao trở mặt. Lại nữa, cậu muốn trở mặt với ai? Cô ta là ai, tại sao lại đeo mặt nạ? Vóc dáng này, nhìn thì biết là một mỹ nhân. Dù sao thì Tiêu Duyệt cũng từ chối mình. Có được mỹ nhân này cũng không tồi. Cô là ai? Tôi là cha anh. Cô làm sao đến đây? Tất nhiên là đến cứu anh. Thế nào, còn không mau cảm ơn chị? Tôi cảm ơn cái đầu cô ấy. Cô nhìn xem đây toàn là những người như thế nào. Cô là một cô gái, đến một nơi đầy rẫy chuyện phiền phức này làm gì? Anh có thể đến nơi này, tại sao tôi lại không thể đến? Làm sao anh phân biệt nữa tính sao? Đừng có cố gắng biến nó thành chuyện lớn. Tôi đang giúp anh đây, cô coi tôi như không khí à? Tôi còn ở đây mà cứ như đang tỉnh tứ. Không quan trọng cô là ai, chỉ cần cô đứng về phía hắn là phải chết. Không ép anh một chút, anh còn không biết mình mạnh mẽ thế nào, lên, cắn hắn. Diệp Thiên, đây là anh đang cùng thiếu chủ, chào hỏi sao? Chỉ vì khi tôi châm cứu cho cô, và cởi áo cô ra. Cô muốn giết tôi à? Tôi làm vậy không phải để cứu cô sao? Anh dám nhắc lại chuyện này, tôi sẽ đưa anh lên đường ngay. Nhìn cái dáng vẻ của anh kìa, một thứ rác rưởi mà tôi không muốn. Nhan đại tiểu thư sao có thể để mắt tới ngươi? Ngươi cứ mơ mộng mùa xuân của mình đi. Ngạn ngữ có câu, mắt chó coi thường người. Không phải ai cũng giống cô, chỉ thấy mỗi mình. Cô, đúng, Nhan như có tài năng xuất chúng, thông minh hơn người. Ánh mắt của cô ấy, làm sao có thể ở cùng một đẳng cấp với cô? Cô là một người phụ nữ hoang dã từ đâu tới? Cô dám nói chuyện với tôi như thế này. Tiên sinh có tài năng xuất chúng, là một người hiếm có trong vạn người. Vấn đề là do cô không biết đánh giá, dù Nhan đại tiểu thư không biết đánh giá. Diệp tiên sinh, tôi nguyện ý gả cho anh. Tôi tức chết mất, nếu không phải tôi đưa Diệp Thiên đến, cô còn có thể cứu ông nội cô không? Không biết ơn đã đành, còn muốn cướp đàn ông với tôi. Tiêu Duyệt, cô vì một kẻ bét nhè như thế, mà từ chối nhỉ thiếu. Cô thật sự là một người phụ nữ ngốc, ếch ngồi đáy giếng. Hạ trùng bất ngữ băng, các người những người tầm nhìn ngắn hạn, sao có thể biết, Diệp tiên sinh là người tôn quý nhường nào, tôi tức chết mất, ngươi dám cướp phụ nữ với ta. Duyệt, sao cô không thể hiểu được nhỉ, cô thích điều gì ở tên rác rưởi này? Thiển cận, hôm nay tôi đặt lời ở đây, nếu Diệp tiên sinh nguyện ý cưới tôi, số hồi môn của tôi, là 20% tài sản của Tiêu gia. Cô điên rồi à, tại sao em không nói sớm, em nói sớm, tôi nguyện làm chó liếm suốt đời. Anh là cái quái gì? Tiên sinh, hãy làm theo con tim mình. Tôi không vội, tôi sẵn lòng chờ đợi câu trả lời của anh. Xin lỗi Tiểu tiểu thư, tôi và Nhan như đã có hôn ước. Tôi không thể cưới cô. Diệp tiên sinh, không sao đâu. Tôi sẵn lòng theo đuổi anh suốt đời. Tôi không cần danh phận gì cả. Không, không thể được. Tôi chỉ muốn, tất nhiên là không thể. Làm sao cô có thể động tâm với chân mệnh thiên tử của tôi? Cô vừa rồi không nghe Diệp tiên sinh nói à? Được rồi, dù tôi và cô có một chút duyên phận, nhưng chúng ta chỉ có thể là bạn, quan hệ thân thiết hơn nữa thì tuyệt đối không thể. Anh chắc chứ, anh chỉ muốn duy trì mối quan hệ bạn bè với tôi sao? Đương nhiên rồi, tôi là người có nguyên tắc, tôi nói sẽ cưới Nhan Như, phụ nữ khác tuyệt đối không được. Cô cười cái gì? Anh xem hắn kìa, hắn không chỉ cướp nữ nhân của em, mà còn dám thèm muốn vị hôn thê của anh, nếu không giết người này, danh dự của Thiên Sư Phủ chúng ta sẽ nằm ở đâu? Tôi hiểu, dù hôm nay là ngày tôi đính hôn, xem ra cũng phải thấy máu. Người đàn ông của tôi, không cần phụ nữ khác bảo vệ. Cô trẻ tuổi như vậy mà đã có tu vi của võ thần. Rốt cuộc cô là ai? Có lẽ anh đã đoán ra. Nhan Như, đã đoán ra là tôi chưa? Đúng là Nhan Như, làm sao có thể? Tại sao cô ấy lại đeo mặt nạ để tham dự lễ đính hôn của mình? Xong rồi, cô ấy chính là Nhan Như, xem ra mình không thể, cô là Nhan Như, không sai, chính là tôi, người mà anh luôn nhắc tới, tuyệt sắc giai nhân,
dịu dàng đoan trang, hôn thê chưa cưới Nhan Như. Cô chờ một chút, để tôi suy nghĩ một chút. Cô là Nhan Như. Tôi đến Thượng Kinh, người đầu tiên tôi gặp chính là cô. Hôm đó khi mở phòng ở khách sạn, sao cô không nói thẳng với tôi? Đôi khi, duyên phận thật sự khó nói. Từ nhỏ tôi mua đồ uống, chưa bao giờ trúng thêm một chai nữa. Đây là may mắn tôi có được sao? Tin hay không là tùy anh, nói như vậy tôi cũng là chân mệnh thiên nữ của anh. Thế nào, bất ngờ chứ, ngạc nhiên không? Có vẻ như tôi không phải là người duy nhất bị cướp mất. Nhan Như, hôn ước của chúng ta là ông của cô đặt ra. Chẳng lẽ cô muốn từ chối? Tính cách của ông tôi, có lẽ mọi người đều biết rõ. Anh dám nói, anh không hứa hẹn tiền tài vật chất với ông ấy sao? Diệp Thiên, ta hỏi anh một lần nữa. Anh vẫn muốn giữ mối quan hệ bạn bè với tôi sao? Tôi muốn cưới cô. Cưới tôi, anh nghĩ anh có tư cách không? Nói rất hay, tiểu tử này cũng không soi gương. Một con thổ cẩu chui từ trong núi ra, lại muốn cưới Nhan Như tiểu thư. Nhan tiểu thư tài sắc vẹn toàn, nắm giữ hàng tỷ tài sản, còn là một nữ võ thần. Hỏi thế gian có mấy người đàn ông có thể được cô ấy chấp nhận. Nhan tiểu thư nói đúng, hắn chỉ là một tên nông phu quê mùa, làm sao có thể xứng với sự tôn quý của ngài. Đúng vậy, chỉ có thiếu chủ anh hùng hào kiệt như vậy mới xứng với pháp nhãn của ngài. Đúng thế, một con thổ cẩu bị tôi hủy hôn, muốn cưới Bạch Phú Mỹ, lên đến đỉnh cao của cuộc đời à? Còn ếch muốn ăn thịt thiên nga, mơ mộng ban ngày đi ngươi. Nhan đại tiểu thư, từ biểu hiện vừa rồi của cô, sự quan tâm của cô đối với Diệp tiên sinh, trông không hề giả tạo. Cái này cô không hiểu rồi, chơi đùa với đàn ông trong lòng bàn tay, khiến đối phương tưởng mình đã thành công, rồi sau đó đá họ ra xa, niềm vui trong đó, không phải bình thường. Im mịt, đồ tình nhân, cô nghĩ, mọi người đều giống cô, là những người nông cạn à? Tôi biết bản thân mình mọi mặt, đều không xứng với Nhan Như, nhưng tôi cũng không đến nỗi, như các người nói, ít nhất tôi còn có, một trái tim chân thành. Trái tim chân thành có ích gì? Ngươi có quyền lực không? Có địa vị không? Có năng lực không? Nhưng những điều này, thiếu chủ đều có đủ. Không sai, chỉ có tôi mới xứng với Nhan Như. Với tài năng và khả năng của Nhan tiểu thư, trong cả đại hạ, không ai có thể sánh kịp. Chỉ có những người xuất chúng như thiếu chủ mới có thể có được. Người đẹp tuyệt trần như vậy, nói rất hay. Một con bọ chét cũng dám tranh giành với tôi. Mộng tưởng hão huyền, nửa kia của tôi, phải là người không ai sánh kịp, vô song trên thế gian. Đây là yêu cầu tối thiểu của Nhan Như khi chọn chồng. Được lắm, nói hay quá, mỗi lời nói của Nhan tiểu thư đều là châu báu. Nói về thiếu chủ chúng ta đấy, đó là điều hiển nhiên. Thiếu chủ trong thế hệ trẻ của đại hạ, không ai sánh kịp. Cái gì gọi là thế hệ trẻ? Bố tôi sắp nghỉ hưu rồi, đợi tôi tiếp quản phủ thiên sư, thì ở đại hạ, sẽ là người dưới một người, trên vạn người. Đúng, tôi nói sai rồi, là thiếu chủ chúng ta, vô song, xuất chúng, thiên hạ đệ nhất. Ngươi là một con chó tốt, ta sẽ trọng dụng ngươi. Cảm ơn thiếu chủ, tôi muốn thông báo một tin tốt với mọi người. Tôi, Nhan Như, đã chọn được rồi, người chồng tốt nhất. Đó chính là Diệp Thiên. Tôi, làm sao có thể như vậy? Nhan Như, cô dám đùa giỡn ta à? Thật tưởng rằng ta không có tính khí à? Đùa giỡn với ngươi thì sao? Đây là cái giá mà ngươi bắt nạt nam nhân của tôi. Chưa ai dám bắt nạt nam nhân của Nhan Như này, thật là quá đáng. Hôm nay, tôi không để cho các người máu chảy đầy nơi này. Tôi thề không phải là người. Không ngờ, ngươi cũng đã đột phá một nửa võ thánh. Đúng vậy, bây giờ đấu với tôi, ngươi không có lợi ích gì. Tôi không hiểu, tên hèn nhát kia mạnh hơn tôi ở đâu? Anh ấy mạnh hơn ngươi ở mọi mặt, chỉ là ngươi mù quáng, không nhận ra thôi. Thực ra tôi cũng không hiểu lắm, im đi. Ý trung nhân của tôi là một anh hùng hào kiệt. Một ngày nào đó, anh ấy sẽ cưỡi trên đám mây cầu vồng, đến trước mặt tôi, bảo vệ tôi an toàn suốt đời. Diệp Thiên, chúng ta đi thôi. Nhan Như, tôi sẽ cho cô xem, người này cuối cùng là anh hùng hay gấu mèo. Cẩn thận. Anh.
chết, anh trai tôi đã chết. Cái gì? Thiếu chủ hắn, tôi đã nhìn thấy rõ ràng. Là Diệp Thiên giết thiếu chủ. Nhưng hắn rõ ràng là kẻ vô dụng cơ mà, làm sao hắn có thể có sức mạnh khủng khiếp như vậy? Sư phụ của tôi cũng chết dưới tay hắn. Đã chết thì đã chết thôi, loại người đó tự tìm cái chết. May mắn là cô đã ra tay, nếu không thì đã nguy hiểm rồi, tôi. Nếu anh muốn nghĩ vậy thì tôi cũng bó tay. Diệp ca, tôi sai rồi, ngài đại nhân đại lượng, xin tha mạng cho tôi, cứ coi tôi là cái rắm đi, Diệp ca. Còn có tôi, Diệp thần, tôi biết mình sai rồi, xin đừng giết tôi, từ đầu đến cuối đều là mụ điên đó, đang gây chia rẽ, tất cả đều do cô ta. Anh Thiên Minh, anh không phải đã nói yêu em suốt đời sao? Cút đi, đắc tội rồi, Diệp tiên sinh, người mạng của ngươi cũng không đủ để bồi thường. Ngươi biết không, làm sao lại thế này, trong khi còn có thể đi được, chúng ta nhanh chóng trốn đi thôi, trốn. Xong rồi, phải làm sao bây giờ, thiếu chủ Thiên Sư Phủ cũng đã chết, họ còn tha cho tôi được không? Này, tôi còn không sợ, anh sợ cái gì, cô mạnh mẽ như vậy, cô tất nhiên không sợ, tôi chỉ là người bình thường mà thôi. Người bình thường, anh có thể học thuộc toàn bộ Thái Huyền Vô Cực Công. Đây chính là từ khi bàn cổ khai thiên tích địa tới nay. Không ai có thể làm được, thật sao, nhưng tôi cảm thấy nó rất đơn giản. Điều này chứng tỏ tài năng của anh đã đạt đến đỉnh cao. Chỉ cần anh có thể buông bỏ, không ai là đối thủ của anh, tin tôi đi. Anh chờ tôi ở đây một lát, tôi đi lấy xe, đi cùng tôi đến một nơi, được. Diệp tiên sinh, tôi có một việc muốn nhờ, không biết anh có thể đồng ý không, Diệp tiên sinh. Vậy là quyết định rồi, không vấn đề gì, tôi nhất định sẽ nhớ. Này, chị gái, tôi đi lấy xe mới có một lúc, chị đã dụ dỗ được vị hôn phu của tôi, sao chị ra mặt dày vậy, các người đã nói gì với nhau, chúng tôi, đây là tôi và Diệp tiên sinh, bí mật riêng, không liên quan đến người ngoài, người ngoài. Anh ấy là chồng tôi. Đừng hòng xen vào mối quan hệ của chúng tôi. Không, Nhan Như, cô hiểu lầm Tiêu tiểu thư rồi. Im đi, Diệp tiên sinh, cứ gọi tôi là Tiểu Nguyệt. Ồ, đúng rồi, sau này tôi có thể gọi anh là Thiên ca ca không, cô? Cô, đừng, tôi cảnh cáo cô đấy. Đừng hòng có ý đồ xấu với chồng tôi. Động tâm cái gì, tôi sẽ cho cô chút màu sắc đó. Đều không biết trái đất hình tròn, ai sợ ai chứ, cô không phải chỉ vì biết vài động tác công phu. Nếu có tài năng thì cô đừng dùng nó. Đừng, tôi không cần vũ khí gì cả đã có thể đánh bại cô. Đừng cãi nhau nữa. Dám la tôi, anh xong đời rồi. Tiêu tiểu thư, cảm ơn sự quan tâm của cô. Nhưng tôi đã có người trong lòng. Chính là cô ấy, những gì cô nhờ tôi sẽ nhớ. Cô không phải còn việc phải làm sao. Cô đi trước đi. Tôi cuối cùng thua cô ta ở điểm nào? Tôi muốn xem, các người định làm gì? Chúng ta đi đâu vậy? Đi giải quyết việc thôi, giải quyết việc. Này, cô đừng đưa tôi đến những chỗ đó nhé. Tôi nói này, tôi là người rất truyền thống đấy. Trước khi kết hôn, tôi sẽ không để cô có được tôi. Anh đang mơ tưởng gì thế? Ngày mai ông nội tôi tổ chức tiệc mừng thọ. Tôi muốn đưa anh về gặp mặt, nhưng chúng ta không thể đi tay không? Ông nội tôi thích đồ cổ nhất. Chỗ này, chính là thành phố đồ cổ nổi tiếng nhất Thông Châu. Vậy thì được, đi thôi. Chính là cái này, anh mau xem cái này. Nhan Như, cô cũng ở đây sao? Họ là ai vậy? Hai người họ, một người là chị họ của tôi, Nhan Ngọc, hóa ra là họ hàng. Chào anh chị họ, tôi tên là Diệp Thiên. Đừng gọi như vậy, chúng ta không thân, tôi là Nhan Gia Thiên Chi Kiêu Nữ. Làm sao lại đi với một tên thổ mao tử? Có liên quan gì đến cô? Tôi muốn ở với ai? Nhưng, tôi vẫn muốn giới thiệu một cách trang trọng. Đây là vị hôn phu của tôi, Diệp Thiên. Cái gì? Vị hôn phu, Nhan Như, cô nói linh tinh gì thế? Vị hôn phu của cô rõ ràng là thiếu chủ của Phủ Thiên Sư, Lòng Ngạo Thiên. Các người không nghe nhầm đâu, Diệp Thiên, anh ấy quả thực là vị hôn phu của tôi. Còn về Lòng Ngạo Thiên, đã đi gặp chúa rồi. Cô, nếu không có việc gì, hai chúng tôi đi chọn đồ trước nhé. Đây là cửa hàng đồ cổ nổi tiếng nhất Đại Hạ. Mỗi món hàng ở đây đều trị giá hàng triệu. Người có bao nhiêu tiền trên người thế? Dám dạo quanh đây à? Đắt thế à, đều là hàng triệu. Ôi chao, nhìn xem bộ dạng không ra gì của hắn kìa. Nhan Như à, tôi thực sự không hiểu. Cô bỏ qua thiếu chủ của Thiên Sư Phủ, Long Ngạo Thiên như thế. Cô không chọn người xuất sắc như vậy, làm sao lại chọn một kẻ vô dụng như thế này? Có tiền hay không liên quan gì đến các người. Tôi chỉ xem qua thôi có được không?
đừng làm mất mặt ở đây, người như ngươi, tầng lớp thấp kém trong xã hội, ngoài dựa vào phụ nữ, còn có thể làm gì được nữa, tôi dựa vào vợ tôi, có gì mất mặt đâu, tôi thấy hai người các ngươi mới mất mặt kìa, còn là dòng họ danh giá, mà không có chút phép tắc nào, còn tệ hơn cả vợ tôi, đồ khốn, mày nói ai không có văn hóa, mày tin không, tao dạy mày một bài học, mày. Dám nói bậy nữa, chẳng qua chỉ là một cái tát đơn giản thôi, Nhan Như, đây là chị gái của cô đấy. Lại dám giúp một người ngoài đánh người nhà mình. Người nhà mình, nếu như các người thật sự coi tôi là người nhà, thì sẽ không chế nhạo. Hôn phu của tôi, đánh cô cũng là xứng đáng. Một cái tát còn là nhẹ. Mày, làm sao? Còn muốn tôi tát nữa à? Thôi được rồi, làm việc chính trước, không tranh cãi với họ. Quý khách, các vị đại giá quang lâm, khiến cửa hàng tôi như bừng sáng. Có gì tôi có thể giúp các vị? Đây là hôn phu của tôi. Anh bạn trẻ này chào cậu. Chào ông, cậu muốn mua gì? Đừng nhìn cửa hàng tôi nhỏ. Các bảo vật quý hiếm từ khắp nơi trên thế giới, tôi đây có đủ cả, tùy ý chọn lựa. Ông chủ, tiểu tử này chỉ là một thằng nông dân, dù ông có mang ra bao nhiêu bảo vật quý hiếm, đến tay nó cũng chỉ là lãng phí, đó cũng là lãng phí của trời. Thực sự thì tôi cũng không hiểu biết gì nhiều, không hiểu biết cũng không sao, Nhan Như tiểu thư hiểu biết, cô ấy giúp anh chọn không phải tốt sao. Diệp Thiên, tôi sẽ không đưa ra bất kỳ lời khuyên nào, anh tự chọn một cái mà anh thích, tiền tôi sẽ trả. Đây không phải là làm khó tôi sao? Thế nếu như vô tình tặng phải cái giả, ông nội không vui thì sao? Tôi chỉ nhắc nhở anh thôi, nghề đồ cổ này nước rất sâu, không có kinh nghiệm mười mấy năm, tôi sợ anh sẽ bị chết đuối. Anh, một thằng nông dân, chắc chơi nhiều nhất chỉ là bùn thôi nhỉ? Bảo anh ta chọn, còn không bằng bảo một người mù chọn. Diệp Thiên, anh không cần quan tâm họ nghĩ gì, tôi tin anh, hãy mạnh dạn lựa chọn. Nếu Nhan Như đại tiểu thư đã nói vậy, ta sẽ dẫn cậu đi tham quan. Đi, mời đi bên này. Được. Vậy tốt thôi. Cậu đang thấy, chính là khu vực bảo vật vô giá của cửa hàng chúng tôi. Bức tranh kia, đúng, đó chính là bảo vật của cửa hàng chúng tôi. Là tác phẩm của một người bạn thân của ta, luôn không bán được. Không, là chưa bao giờ có người đánh giá cao, vì vậy tôi treo nó ở đây, như một biểu tượng may mắn. Ông thật là người trọng tình nghĩa. Đúng thế, làm nghề của chúng tôi, điều quan trọng nhất là mối quan hệ và bạn bè. Tôi thấy anh khá là hợp, tôi sẽ dân anh, không. Ông cứ nghỉ đi, tôi tự xem qua một chút. Được, ngoại trừ bảo vật này, mọi thứ trong phòng này đều có thể bán, bao gồm cả tôi. Đang nghĩ ngợi gì thế? Đi, hôm nay cậu phải chọn một món bảo bối, tôi sẽ viết ngược tên. Chủ tiệm, tôi muốn cái này. Cái này, không bán. Tại sao, bạn không nói là trừ những thứ ở kia, còn lại tất cả đều có thể bán sao? Sao lại thay đổi ý định vậy? Tôi biết rồi, tôi đã tìm ra bảo bối. Cậu hiểu nhầm rồi, đây chỉ là cái bát nứt. Thực sự không phải bảo bối gì cả. Ê, không phải bảo bối, ông để nó dưới tượng Phật. Tôi biết rồi, cái này gọi là uy trấn tứ phương đúng không? Chỗ này bị giò nước, tôi chỉ dùng cái bát này để hứng nước mà thôi. Thật là mở mang tầm mắt, coi cái bát vỡ này thành bảo bối. Cũng chỉ có loại người như cậu mới làm ra. Tôi không quan tâm. Tôi chỉ muốn cái này. Chủ tiệm, ông đưa giá đi. Không bán tức là không bán. Tại sao? Nếu không thì ông đang lừa dối tôi. Nếu nó chỉ là một cái bát bình thường, thì tại sao ông không bán cho tôi? Bạn trẻ đã đoán đúng một điều. Cái bát này chính là tôi. Chọn từ nhiều cái bát khác nhau. Bởi vì nó vừa vặn, có thể đựng đủ lượng nước rò rỉ trong một ngày. Nếu tôi bán nó cho cậu, tôi sẽ tìm đâu ra một cái chứa vừa vặn như thế này. Vậy thì ông đổi cái bát lớn hơn. Không phải được rồi sao? Không phải như vậy, mọi thứ đều có mục đích sử dụng phù hợp nhất của nó. Cái bát này dùng để đựng nước, không thể bán, không đúng, ông càng không bán, là càng chứng tỏ nó là bảo vật, tôi phải có được nó. Ôi, đã nói là không bán, dù cho có bao nhiêu tiền cũng không bán. Chủ tiệm, trả 10 tỷ, mua tất cả những thứ mà Diệp Tiên Sinh quan tâm. Từ bây giờ, cấm tiệt không được phép tiếp cận vị hôn phu của tôi. Trong phạm vi 5 mét, tại sao chứ, đây là nhà cô mở à? Ôi, tôi thật không hiểu nổi, cô không lo mà làm đại tiểu thư của mình đi, lại cố tình dính lấy và chạy theo nam nhân của tôi. Cô định làm gì vậy? Hừ, nam nhân của cô còn chưa kết hôn, tôi vẫn còn cơ hội, đó là sự cạnh tranh công bằng mà. Nếu cô sợ thua, cô cứ thoải mái bỏ cuộc. Tôi sợ thua, cô đùa tôi à, từ nhỏ đến lớn tôi chưa bao giờ thua cả. Được thôi, chờ mà xem, đây là tình huống gì vậy? Tiêu gia đại tiểu thư lại chạy theo Diệp Thiên, này thật là không hiểu nổi. Hai người cuối cùng là có mâu thuẫn gì vậy? Diệp tiên sinh không sao đâu, đây chỉ là một chút mâu thuẫn nhỏ, giữa phụ nữ chúng tôi, đừng quan tâm đến chuyện của phụ nữ.
Ông chủ, vừa rồi Diệp tiên sinh thích cái nào? Ông có thể đưa ra bất kỳ mức giá nào ông thích. Cứ coi như đây là món quà tôi tặng cho anh ấy. Ôi, tức chết mất. Thằng ăn bám, nếu Tiêu Tổng đã nói vậy, thì cứ 10 tỷ đi. Cái gì? 10 tỷ, chỉ là cái bát nát thôi mà. Ông định cướp à? Không phải cậu thực sự muốn nó sao? Ông, tôi chỉ đành lòng từ bỏ. Không sao đâu ông chủ. Chỉ là ít tiền, quẹt thẻ đi. Nếu có quẹt cũng phải quẹt thẻ của tôi. Người đàn ông của tôi chi tiêu, không cần phải có người phụ nữ khác trả tiền. Về tài lực, Nhan gia cô sánh được với Tiêu gia tôi không? Vậy cũng không thể, để nữ nhân khác dưỡng nam nhân của mình. Điều này chỉ là, đại diện cho tôi và Diệp tiên sinh, tình bạn giữa chúng tôi thôi. Không cần phải suy nghĩ nhiều, cô cứ mơ mộng hão huyền đi. Được rồi, các cô đừng cãi nhau nữa. Im đi, tôi thật sự chịu không nổi. Tiểu hữu thật là may mắn. Có hai cô gái đẹp ghen tị vì cậu, có thể dạy tôi không? Ha ha, ông muốn biết à? Ông tặng không cho tôi cái bát đó, tôi sẽ dạy ông. Được, tặng cậu rồi. Đến đây, tôi sẽ nói cho ông. Ông phải học thuộc lòng 300 bài thơ Đường. Ồ, đúng rồi, chủ tiệm. Tôi hỏi ông một chuyện này. Cái bát này, nó có điểm đặc biệt gì không? Cái bát này à? Thật là có chuyện kỳ diệu như vậy. Bảo hành chính hãng. Được rồi, các cô không cần phải tranh nhau trả tiền nữa. Chủ cửa hàng là người tốt, ông ấy đã đồng ý, tặng cái bát này cho tôi rồi. Điều tôi nói với anh tối qua, anh nhớ không, yên tâm đi, chắc chắn không ở trước họ hàng, để cô mất mặt, không cần quan tâm đến ý kiến người khác, tôi chỉ cần anh làm theo ý mình. Tiểu thư, mau vào đi, mọi người đang chờ cô đấy, chúng ta vào thôi. Chào ông nội, được ha ha, mọi người ngồi đi, ôi chào tương đương. Ta già cả rồi, mà các bạn trẻ vẫn nhớ đến, rất vui ha ha, cha. Hôm nay là sinh nhật lần thứ 70 của ngài, chúng con những người làm con cháu, đã trở về từ mương dặm, tốt lắm. Sao Nhan như chưa đến, có lẽ con bé bị mắc vào một số chuyện nhỏ, ngài cũng biết, bây giờ trách nhiệm của con bé rất nặng, hiểu rồi, càng có năng lực thì trách nhiệm càng lớn mà. Cô cháu gái nhà chúng ta, thật sự là, giỏi giang không kém cánh mày râu. Ông nội, chúc cháu đến muộn, Nhan như, vị này là... Anh ấy tên là Diệp Thiên, nhanh gọi ông nội đi. À, ông được chào ông, lần đầu gặp mặt, xin hãy chỉ bảo nhiều. Ê, đừng gọi lung tung, Tiểu Như, con hơi không biết điều rồi đấy. Hôm nay là bữa tiệc gia đình của chúng ta, những người đến đều là bạn bè thân thiết. Sao con lại dẫn một người ngoài vào? Người ngoài, ô, xin lỗi ông nội, con quên không giới thiệu. Anh ấy tên là Diệp Thiên, là vị hôn phu của con. Nực cười, vị hôn phu của con, nhưng Long Ngạo Thiên trên vạn người, không phải người bên cạnh con. Tên là Diệp Thiên này, gà đồng gặp mèo mà. Ôi, đó giờ là chuyện quá khứ rồi. Tôi tuyên bố từ hôm nay, Diệp Thiên chính là vị hôn phu của tôi, và chúng tôi sắp kết hôn rồi. Đúng, làm loạn, con thật sự bị ba mình chiều hư rồi. Con làm chuyện hủy hôn này thật là... Ba à, ba bình tĩnh nào, biết đâu bên trong lại có điều gì khác biệt. Điều đó không rõ ràng sao, làm gì có chuyện gì ẩn khuất chứ. Tôi chọn người mà tôi thích, có liên quan gì đến việc bố tôi chiều tôi chứ. Hơn nữa... Tôi không có cảm giác gì với Long Ngạo Thiên, hỗn trướng, thiếu chủ Thiên Sư Phủ là người quý giá như thế nào? Người bên cạnh cô, cái tên rác rưởi này, có mạnh bằng nửa người kia không? Lời ông nội nói cực kỳ đúng, người này gọi là Diệp Thiên, toàn thân không có điểm tốt nào, thực sự không có chỗ nào mà nhìn được mắt cả. Thật không biết em gái, làm sao lại thích anh ta, đôi mắt cô chẳng có tác dụng gì cả. Tôi cảm thấy bộ đồ hôm nay của tôi, khá là tốt, hôn thê của tôi chọn cho tôi. Thế nào, ăn bám, cũng ăn ngạo mạn như vậy sao? Mặt mũi của đàn ông đã bị ngươi làm mất sạch. Tôi chi tiêu cho nam nhân của mình, anh quản chuyện gì chứ? Ông nội, ông biết lần này tại sao chị đến muộn, nhất định là đi hẹn hò với tiểu tình lang này. Được rồi, mọi người đã đến rồi thì hãy ngồi xuống đi, đừng để người ta nói gia đình chúng ta không có giáo dục. Ngồi đi. Diệp Thiên, hôm nay là sinh nhật 70 tuổi của lão gia, cậu có mang quà không? À, có. Ông nội, đây là món quà tôi chọn cẩn thận cho ông xem thích không? Hừ, cái này là cái gì thế? Ông nhẹ tay, đây là bảo vật đấy, nó gọi là bát bảo lưu ly chén, đổ đầy nước lọc, để yên nửa giờ, sẽ hấp thụ được linh khí tứ phương, uống vào có thể kéo dài tuổi thọ. Thật sao? Có thật là thần kỳ như vậy không? Đúng vậy, chủ tiệm đồ cổ ở Thông Châu, tự mình nói với tôi. Này, ông nội, đừng để tiểu tử này lừa ông, lúc đó con cũng đang ở đó. Cái bát này rõ ràng là cái bát hứng nước dột của người ta, chỉ có nó là không biết hàng, còn cầm nắm như thể là báu vật.
Còn chuyện hấp thụ khí, kéo dài tuổi thọ, cậu dám lừa gạt ông như vậy. Hừ, xui xẻo, thằng nhóc hôi, hôm nay tôi sẽ cho cậu biết, cái gì mới là thực sự quý giá. Ông nội, mời ông xem. Ô, trà sơn tuyết nghìn năm. Trà sơn tuyết nghìn năm gì chứ? Đó không phải chỉ là trà bình thường sao? Nhìn cậu như là đến tìm chuyện đấy. Đây chính là trà sơn tuyết nghìn năm nổi tiếng. Cậu dám nói nó bình thường. Nó bình thường thật mà. Còn không cho nói. Cậu, Tiểu Như, bảo hắn im đi. Đừng để mất mặt ở đây. Đừng nói nữa. Pha cho mọi người uống thử. Đây là loại trà tốt hiếm có. Không sao, thật không hổ. Được mệnh danh là vua của các loại trà. 1 gram trị giá ngàn vàng. Và còn là thứ không thể mua được bằng tiền. Ông nội, loại trà này con đã mua. Tại buổi đấu giá Tô Phú, với giá 20 tỷ, chỉ có đúng 2 lạng, chỉ 2 lạng thôi sao, 100 triệu 1 gram, đúng là giá cả ngất trời, quả là một hương vị kỳ lạ, một ngụm đã thấm tận tim gan, cả người thấy thoải mái. Có phải đã quên không rót cho Diệp Thiên rồi không? Hãy để cậu ấy cũng thử một chút. Chú hai, anh ấy là một thằng nông thôn, làm sao biết được cái gì là tốt hay xấu, cho hắn uống, chẳng phải là lãng phí sao, hắn không xứng, làm sao các người có thể đối xử với anh ấy như vậy? Đến, Diệp Thiên, uống cốc của tôi này. Không cần, tôi không muốn uống. Ít ra anh còn biết mình, loại thân phẩm này, cho anh uống cũng là phí. Uống. Cái gì thế này, không phải chỉ là trà hoa dại sao? Cậu gọi nó là trà hoa dại, cậu có biết mình đang nói gì không? Người nghèo thì mãi là người nghèo, loại trà này trong giới người giàu của chúng tôi. Là thứ tốt nhất trong những thứ tốt nhất, cậu có thể uống một ngụm, đó là vì tổ tiên nhà cậu mạo khói xanh, thế mà còn để nó phí, làm hoang phí báu vật trời đất, lợn rừng không ăn được cám mịn, thực sự không có duyên với cái miệng này, không quen uống là chuyện bình thường, đừng nghe họ nói linh tinh. Không phải không quen, tôi chán nó rồi, lúc tôi ở nhà, mỗi ngày đều uống, cứ nhai khô một nắm. À đúng rồi, các người còn không biết đấy, thứ này còn có thể dùng để tắm nữa đấy, đủ rồi, tôi đã nghe chán mấy những điều điên rồ của cậu. Trà tiên trị giá hơn 1 tỷ, lại bị ngươi nói là để tắm, chưa bao giờ thấy ai, mất dạy như ngươi, có thể ngồi cùng bàn, đã là một ân sủng, còn đứng đây nói phét, coi chúng tôi như trò hề, là ý đồ gì, chỉ là nói thật mà thôi, nếu các người không tin, tôi sẽ gọi cho cô em họ của tôi, nhờ cô ấy mang một bao tải đến, đúng lúc các người cũng thích, cậu khoác lác có thể phải chuẩn bị kỹ càng một chút không? Cậu biết một bao tải trà sâm, giá trị bao nhiêu không, ngang với 4 gia tộc lớn, tổng tài sản của họ, được rồi. Tôi sẽ gọi điện. Alo, tiểu sư muội, cô giúp tôi mang cái đó. Ở sau vườn nhà chúng ta, phía sau núi, trà hoa dại ấy, cô mang một bao tải đến cho tôi. Đúng, thứ mà bình thường chúng ta dùng để tắm. Được, tôi sẽ gửi địa chỉ cho cô. Hỗn đản. Nhan ra là chỗ để ngươi làm loạn à? Còn mang cái gì hoa dại? Ngươi muốn tôi chết sớm sao? Không phải, đừng nóng. Ông không phải nói thích uống sao? Vậy tôi nhờ cô em họ mang một ít đến. Đúng lúc làm quà mừng thọ cho ông, Diệp Thiên, cậu lấy trà sâm tuyết trị giá hàng chục tỷ đồng, so sánh với hoa dại, thật ngốc nghếch, hay chỉ là đang cố thu hút sự chú ý, mỗi người ở đây, đều sáng suốt hơn cậu, những trò lố của cậu, chỉ khiến chúng tôi càng ghét cậu hơn, tôi thề thứ này, cùng trà hoa dại nhà tôi, có vị giống hệt nhau, này, ông ngừng nói, trà hoa dại nhà tôi, còn tươi mới hơn cái vị này một chút, thứ này khi nếm thử, cảm giác như là, đã để khoảng 2-3 năm vậy, vì vậy tôi mới nhổ nó ra. Nói bậy bạ, tôi mới mua tuần trước. Cậu biết người bán trà là ai không? Là thánh trà nổi tiếng nhất của Đại Hạ Quốc. Anh ấy đã đảm bảo với tôi, đây là trà mới của năm nay. Vậy ông có lẽ đã bị lừa, nhanh chóng tìm anh ta đòi bồi thường gấp 10. Đủ rồi, Diệp Thiên, ngươi thật sự là không thể lý giải, không thể cứu chữa. Ông nội đừng so đo với người ta. Một người từ nông thôn, biết cái gì chứ? Nói về hiểu biết còn không bằng con chó nhà mình. Tức giận với người ta là mất giá trị bản thân. Đúng vậy, người như thế không nên xuất hiện trong tiệc mừng thọ của tôi, cút đi cho tôi. Nếu các người muốn đuổi vị hôn phu của tôi, vậy thì tôi cũng không ở lại nữa. Cô thật sự muốn vì người này, mà đoạn tuyệt với gia đình à? Sự tôn trọng là lẫn nhau, tôi khuyên ông cũng đừng vì già mà không tôn trọng. Cô, anh họ, tôi đến đây. Mệt chết tôi rồi, cô mặc cái gì thế này? Thế nào, đẹp không? Cũng được, khá là đẹp đấy. Đến đây, tôi giới thiệu một chút nhé, đây là vị hôn thê của tôi, Nhan Như. Em họ à, sao tôi chưa bao giờ nghe, Diệp Thiên nhắc tới cô, chào cô.
Chào chị dâu, có lẽ hai người biết nhau, thời gian có vẻ hơi ngắn, nhưng mà, tôi và anh họ của tôi, quen nhau đã 20 năm rồi đấy, thật là một kẻ nhanh nhẹn, đây chính là em gái tốt của tôi. Những thứ đó tôi đã mang đến cho anh rồi đấy, tôi lém trốn ra ngoài, bây giờ tôi phải đi ngay bây giờ, được, vậy cô về đi, cảm ơn cô nhé, anh họ, chỉ cần là vì anh, dù khó khăn đến mấy em cũng sẵn lòng, được, về trước đi, vậy tôi đi đây. Sau khi kết hôn, tôi sẽ đưa cô vào thành phố. Được. Tạm biệt, phố. Những thứ nhỏ này thật tốt. Này, nhà anh còn mấy người, em họ xinh đẹp như hoa như ngọc thế này nữa không? Có nên đưa hết họ đến không? Một, chỉ một thôi, chỉ một cái thôi. À, còn có ba cô nữa. Anh, muốn cưới Nhi Nhi, Mộng Tưởng, tôi không đồng ý. Ra ra, đừng vội từ chối thế chứ. Nếu như ông thích lá trà của tôi, quyết định phải gả cháu gái của mình cho tôi thì sao? Nhìn này. Thế nào? Sâm tuyết ngàn năm. Cái này, chắc là giả nhỉ, thằng này làm sao có sâm tuyết ngàn năm, tôi không nhìn nhầm đâu. Ngày xưa, tôi đã từng thấy sâm tuyết ngàn năm hoàn chỉnh, chính là trông như thế này, ở đây phải có vài trăm củ chứ. Khai quốc tế vui đùa à, tôi không tin, nói mà các người không tin, những cây hoa dại, cỏ dại này, ở trên núi sau nhà chúng tôi, là có đầy ra, cứ bắt là một nắm to, chả ai ăn cả, toàn dùng để nuôi gà thôi, cho gà ăn. Phung phí thật, ôi, Tiểu Thiện à, cái núi kia là của nhà cậu à, ừ, là của ba tôi, cũng coi như là của tôi, cháu rể à, nói vậy, những thứ này đều là quà cho ông nội, tất nhiên là cho ông thích thì cứ lấy, và cả các người, nếu thích thì cứ tự nhiên lấy nhé, cũng không phải là thứ gì đắt đỏ, không đắt đỏ, tôi thấy giá trị chỉ riêng trên bàn, đã vượt qua tổng giá trị của tất cả mọi người ở đây rồi. Tiểu Thiện à, cậu ngồi xuống đi, đừng đứng nữa. Từ hôm nay trở đi, tôi công nhận, cậu chính là con rể Nhan gia tôi. Cậu và Tiểu Như, sớm chọn một ngày tốt để kết hôn nhé. Được, sẽ không cần dùng đến sính lễ. Cậu tặng tôi cái này, thực sự là quá nhiều, cho quá nhiều, có sống để tiêu không? Trương Thiên Sư, ông như vậy mà còn đi làm à? Tàn phế mà ý chí kiên cường, ngưỡng mộ, thằng nhóc danh này. Nhanh, đỡ dậy. Long phủ chủ đại giá quang lâm, không đón từ xa, mau mời ngồi, ngồi thì không cần, một thằng dân quê, dùng hàng giả, đã làm các người xoay chuyển, các người còn tự xưng là gia tộc quyền thế. Hàng giả, tôi từ Thiên Sư Phủ, mỗi năm chỉ có thể nhận được một cốc sâm tuyết từ Chánh Trà. Hắn ta tính là cái gì, có thể nhận được nhiều như vậy, hãy suy nghĩ một chút có được không? Tôi cứ nghĩ mà, làm sao có thể có nhiều, nhân sâm nghìn năm xuất hiện như vậy. Cảm ơn phủ chủ đã có con mắt tinh đời, nhìn thấu trò lừa bịp của người này. Ê, sao ông lại thay đổi ý kiến thế? Ông vừa mới nói chúng ta là một gia đình mà. Ai là một gia đình với ngươi chứ? Ngươi cũng không soi gương, xem bản thân, là cái thể loại cẩu dạng gì? Có cái gì đủ tư cách cưới Nhi Nhi nhà chúng ta? Chỉ có Long Thiếu mới là rể quý của Nhan gia ta. Ngươi còn không mau biến đi. Nhan lão, e là ông vẫn chưa biết chuyện đã xảy ra tại Vân Phủ Thiên Cung tối qua. Chẳng trách ông coi tiểu tử này là rể tương lai. Nếu Nhan gia thực sự làm vậy, cũng không xa nữa là sẽ diệt vong. Tối qua đã xảy ra chuyện gì? Tiểu tử này tâm địa độc ác, đã giết chết con trai tôi, Ngạo Thiên. Sao có thể giết chết thiếu chủ của Thiên Sư Phủ, Long Ngạo Thiên? Chuyện này là sự thật không thể nghi ngờ. Tôi đã tận mắt chứng kiến Diệp Thiên giết chết thiếu chủ từ đầu đến cuối. Diệp Thiên, cậu điên rồi à? Ai cho cậu cái gan? Đó là thiếu chủ của Thiên Sư Phủ đấy. Thật là tìm chết. Hàng chục vạn môn đồ của Thiên Sư Phủ, mỗi người một ngụm nước bọt cũng đủ nhấn chìm cậu. Im đi mà, hôm nay phủ chủ cùng với năm đại thiên sư đều đã đến, còn có 10 vạn võ giả tinh nhuệ cũng đang trên đường tới. Diệp Thiên, cậu khó thoát. Phủ chủ, người này, Diệp Thiên và Nhan gia tôi thực sự không có quan hệ gì cả. Hắn gây ra tai họa lớn, muốn giết muốn xẻo, tùy ý các ngài. Ông, làm sao ông có thể thay đổi nhanh như vậy? Ông vừa mới nói tôi là cháu rể của ông, bây giờ ông lại muốn giao tôi cho họ, sao ông thay đổi nhanh thế? Vợ à, sự việc đã bại lộ, hay là chúng ta bỏ trốn đi? Nhanh chóng thoát khỏi mọi rắc rối, đúng là xứng đáng là ông nội tốt của tôi. Nhan Như à, cô còn cứng đầu đến bao giờ? Cô ngay lập tức khiến tiểu tử này, xin lỗi chủ phủ,
chủ phủ muốn giết muốn chặt, không được cản trở, vì Nhan gia. Tôi phải hy sinh hôn phu của mình, hắn chỉ là một người qua đường không quan trọng, hắn chết vì Nhan gia, đó là vinh dự của hắn. Tôi không phải đang thương lượng với cô, đây là mệnh lệnh, phải làm theo, tôi từ chối. Cô này thật là không hiếu thảo, một đời không bằng một đời, tôi sẽ đuổi cô ra khỏi Nhan gia. Ông thật là hay quên nhỉ, nếu không phải vì thế hệ này Nhan gia có tôi, Nhan gia vẫn đang trong số các gia tộc hạng hai. Vật lộn mệt nhọc, tính khí của ông cũng không giống như bây giờ. Cô, đừng nổi giận, đừng. Coi như ông nội xin con đấy, chúng ta không thể đắc tội với Thiên sư phủ, có gì không dám đắc tội chứ? Tiêu gia tôi nguyện dùng toàn lực của mình giúp đỡ Diệp tiên sinh. Tiêu Duyệt, Thiên sư phủ có công ty giải rác khắp đại hạ, có 73 công ty niêm yết. Sáng nay Tiêu gia đã tập hợp 1.000 tỷ vốn, chờ đến khi thị trường mở cửa sẽ tấn công mạnh mẽ. Sau sáng nay, những công ty này sẽ không còn tồn tại nữa. Cô sao cũng nhảy vào chơi trò lộn xộn này. Diệp tiên sinh, anh hiểu lầm rồi. Hành động lần này của Tiêu gia, ngoài ra còn có những cân nhắc khác. Ông nội tôi đã phát hiện ra, sự thật năm đó, chính là Thiên sư phủ, đã âm thầm đầu độc ông tôi, khiến Tiêu gia như rắn mất đầu, rơi vào hỗn loạn. Sau đó, họ lại muốn thông qua việc liên hôn với Tiêu gia, nuốt chửng tài sản Tiêu gia. Lần này tôi đến đây, chính là để phản công lại họ. Còn chuyện như vậy sao? Tốt. Cái gì? Tiêu gia thật tốt, dám đối đầu với ta. Hôm nay cứ cùng tiểu tử này hôi phi yên diệt đi. Tôi tin Diệp tiên sinh có thể bảo vệ toàn bộ Tiêu gia. Cô nói linh tinh gì thế? Tôi có sức mạnh gì chứ? Diệp tiên sinh, anh lại khiêm tốn rồi. Tốt, hãy để tôi xem sức mạnh của tiểu tử này. Không cần làm bẩn tay của chủ phủ, nam sư huynh của ta có tu vi thông thiên, dùng trận pháp ngũ hành diệt hồn, ngay cả võ thánh cũng có thể tru sát. Diệp Thiên, hôm nay ngươi chết chắc rồi. Ấy, đừng, quan có đầu nợ có chủ, các ngươi có thù gì, hãy xử lý với chúng tôi. Cô chắc một mình cô có thể đánh bại 7 người không? Ai nói là tôi đánh, cô còn có bí mật gì sao? Dĩ nhiên, chính là anh. Xin lỗi, tôi nói là tôi trượt chân đấy. Các người tin không? Tiểu tử, cậu thật là danh mãnh đấy. Mỗi lần đều giả heo ăn hổ. Sư huynh, nhất định không được xem thường. Thằng nhỏ này võ công quái gì? Nhất định phải dùng toàn lực. Rõ ràng, đừng, Diệp Thiên. Cứ để ở xem, nam nhân mà Nhan Nhi chọn thế nào, mới chân chính là thiên chi kiêu tử. Ôi, tổ tiên của tôi ơi, cuối cùng thì phải chịu đựng đến bao giờ? Tôi gọi đây là từng bước một, chỉ cần tôi từ từ lùi lại, họ sẽ không động thủ, đó là quy tắc của giang hồ. Vậy anh định để vị hôn thê, xinh đẹp tuyệt trần, tài năng xuất chúng, đối mặt một mình với năm gã đàn ông xấu xa à? Ấy, điều đó thì không được, vậy thì lên. Cô có thể cùng tôi lùi lại, Diệp Thiên. Bây giờ vẫn còn tình tứ chọc ghẹo nhau à? Người đâu, cho ta thưởng. Lửa dữ thiêu trời, trúc hải cháy rừng, đất trời dày đặc, cỏ cây làm binh, quét sạch mọi phương, lưng dựa vào nước, đấu vỡ bầu trời, chuông vang vào mắt, trấn áp yêu ma, trời tru đất diệt. Thật là ngầu. Năm anh em lập thành đội hình, rõ ràng có thể đối đầu với ngũ thánh, bây giờ lại không thể chịu đựng nổi một hiệp. Diệp Thiên, rốt cuộc ngươi là ai? Đây còn là người bị tôi hủy hôn, kẻ vô dụng kia không? Các người sao vậy? Đừng qua đây, tuổi đã cao, như thế này dễ mắc bệnh viêm khớp đấy. Quái vật, đừng qua đây. Diệp Thiên, ngươi đã làm thế nào vậy? Tất cả năm sư huynh của tôi đều là cao thủ võ học. Ngươi là quỷ sao? Làm sao ngươi có thể làm họ bị thương như vậy? Tôi làm họ bị thương khi nào? Ồ, các ngươi lại muốn gán tội cho tôi à? Một lần không đủ, lại thêm 5 người nữa. Các ngươi mới là quỷ đây, có thể đổi người khác không? Tôi chỉ là một con cừu non mà thôi. Các ngươi có lương tâm không vậy? Đủ rồi, ta đi khắp giang hồ,
hàng chục năm nay, lần đầu tiên gặp người như ngươi, rõ ràng là tài năng cao cường, nhưng cứ giả vờ ngốc nghếch, thế có thú vị không? Ai, tôi có năng lực gì đâu. Vậy chúng ta cứ thử xem ai mạnh hơn. Diệp Thiên, anh phải cẩn thận đấy. Đối thủ lần này của anh, Long Phi, mạnh hơn tất cả những người trước. Hắn là một vị võ thánh phi thường. Diệp Thiên, đường đường là thiên sư phủ chủ, lại còn dùng thủ đoạn đánh lén. Thật là không biết xấu hổ. Chỉ cần chiến thắng, thủ đoạn không quan trọng. Chiêu thức này của ta, ngũ độc thấu tâm trưởng, cảm giác thế nào? Cảm giác không thấy gì cả, làm sao có thể, quả nhiên không làm tôi thất vọng, đừng tự hào quá sớm. Chiêu thức này của ta, lệch đá xuyên tâm trưởng thế nào? Ông đang đùa đấy à? Cười chết mất, Diệp Thiên, anh quả là nam nhân tôi đã chọn. Tôi hiểu rồi, ngươi có một loại sức mạnh trong người, lại nữa à, chính vì thế ta mới không thể làm ngươi tổn thương chút nào. Chắc là ông không dùng sức thôi. Ngươi hãy sử dụng sức mạnh đó và đấu một trận công bằng với ta. Ta 10 năm trước đã là thiên hạ vô địch, luôn tìm không ra đối thủ. Hôm nay cuối cùng cũng gặp được ngươi, hy vọng ngươi đừng làm ta thất vọng. Đây là cơ hội ngàn năm có một. Sức mạnh trong người Diệp Thiên thực sự đáng sợ như vậy, có thể mang lại cho ta áp lực đầy đủ. Ta muốn tận dụng áp lực này, thử đột phá vùng đất huyền thoại của những người bất tử. Ông đang nói gì thế? Tôi có khả năng gì chứ? Tôi chẳng có gì cả. Đây là do người ép ta. Ông buông họ ra. Diệp Thiên, hãy sử dụng sức mạnh đó đi. Nếu không ta sẽ bóp chết họ. Đừng, ngươi không muốn nữ nhân của ngươi Hương Tiêu Ngọc Vấn chứ? Diệp Thiên, tin vào bản thân. Anh làm được mà. Tôi làm được cái gì chứ? Tôi làm không được. Từ khi anh xuống núi đến nay, tất cả kẻ thù anh gặp đều do chính anh đánh bại. Chỉ là anh quá nhút nhát, mỗi lần đều sợ hãi đến mức nhắm mắt lại. Tôi, ta sẽ cho ngươi 3 giây. Đừng. Liệu đây có phải là sức mạnh của mình? Ta sắp thành tiên, hãy sử dụng sức mạnh đó đi. Thế thì như ý nguyện của ông, đến đây, đại bàng tung cánh giữa gió mạnh, vút lên trời cao 9 vạn dặm. Chọn đi, có cô ấy không có tôi. Có tôi không có cô ấy. Tôi, nhưng mà, thiên hạ đệ nhất,